lúc này có người đàn ông mặc áo vàng đi từ phía sau gọi tên mạc nam chính là tên lam thiếu mà giám đốc trương luôn mồm nhắc tới tên thật là lam quốc lực bảo kê cả cái hoa lan nhai này sự thực là như vậy không thể xem thường đúng là cậu ta có chút thực lực thật anh ta mới dám dùng ánh mắt hài hước đó nhìn mạc nam khẳng định tên tiểu tử này chết chắc rồi nhưng mạc nam là ai chứ sao phải sợ cái tên lam quốc lực này mạc nam lạnh lùng nói cậu là người đưa ra chú ý đánh bạn tôi rốt cuộc cậu có ý gì nói ra xem nào thấy Mạc Nam còn dám đưa ra câu hỏi với mình. Tên Lam thiếu này cảm thấy rất thú vị đây, trả lời với sự quan tâm, ồ, cô ta làm người yêu cậu sao? Tên đó giang tay ra nói Mạc Nam cậu không sợ ư, bởi vì tôi nghe nói nhỏ này còn non lắm á. Mọi người nghe Lam thiếu nói vậy liền đua nhau cười ha ha ha. Mạc Nam đối với sự sỉ nhục đã quá quen rồi, mặt không hề biến sắc nói với cậu ta, nếu bây giờ cậu quỳ xuống bỏ qua đây xin tôi, có khi tôi lại tha cho cậu đấy. Câu này của Mạc Nam khiến Lam Quốc lực tức điên đứng lên, vãi lờ mày tưởng mày là ai chứ? Tôi lớn gần này tuổi rồi chưa ai dám nói vậy với tôi cả. Hôm nay tôi sẽ cho cậu lết xác ra khỏi quán ba này. Thấy cậu ta điên cuồng hét lên. Mạc Nam cảm thấy có chút bất lực. Xem ra hôm nay không động tay thì không được rồi. Tiếp đó có điện thoại gọi đến. Mạc Nam nghe điện thoại chỉ nói đúng có mấy câu. Đến đâu rồi? Bãi để xe ư? Vậy được, tôi đang ở quán ba thất thất. Ông qua đây đi. Tên giám đốc Trương đứng đằng sau Mạc Nam. Cười nhạo cậu ấy. Ồ, cậu đang gọi người đấy à? Không sao, Hôm nay dù cậu có gọi ông này bà kia đến thì cũng không có tác dụng gì đâu. Hai người này cho rằng phần thắng sẽ thuộc về mình. Vui vẻ chỉ tên này đáng thương thật. Ha ha ha. Đột nhiên có người cắt ngang họ đang cười gì vậy. Ông chủ đến rồi. Ông chủ đến còn đi cùng với cả cận hùng. Nhìn thấy hùng ra đến nhân viên ngạc nhiên há hốc mồm. Thật không ngờ một người như cận hùng mà cũng ghé vào quán ba này. Chị Lan thấy vậy cũng toát cả mồ hôi. Nhẹ nhàng đi lên trước chào hỏi. Ông chủ, ông đến rồi hạ. Giám đốc Trương thấy ông chủ đến ngơ ngác thẫn thờ. Nịnh hót nói, ông chủ thất ông đến thật đúng lúc ông không biết đấy thôi có người dám đến quán chúng ta quậy phá lúc đó ông thất đang định nói lại thấy cận hùng đi đến trước mặt mạc nam lễ phép gọi mạc tiên sinh có chuyện gì có thể giúp cậu không khiến cho tên giám đốc trương ngơ ngác vì ông chủ thất của mình cũng cười với mạc nam mạc tiên sinh thật không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau rồi lúc này mạc nam chỉ vào tên áo vàng ngông cuồng kia hỏi cận hùng tên thanh niên kia ông có quen không thực ra sớm đã nhìn ra giọng điệu của mạc nam nói với cận hùng nên hắn đủ hiểu thân phận của mạc nam không hề đơn giản hắn ta không còn bộ dạng hống hách cười nhạo hồi nãy nữa ngay lập tức quỳ xuống đất mồ hôi đầm đìa dập đầu kêu hùng ra chào ngài cận hùng hỏi ngươi là thuộc hạ của ai mà lại có mắt không chồng vậy thấy cận hùng hỏi như vậy khiến cho lam thiếu khật đầu phần phật tôi là thuộc hạ của lam hoành đều là do tôi có mắt không thấy núi thái sơn đắc tội với mạc tiên sinh mong hùng ra bỏ qua cho tôi lần này tôi xin lỗi sắc mặt của cận hùng u ám không hề để ý đến tên đáng thương này Cả cái quán ba này im lặng như đóng băng vậy, đến cả cô nhân viên đứng gần cận Hùng Nhất cũng run bẩn bật. Quả nhiên Mạc Nam đã lên tiếng, chặt một tay, cút ra khỏi hoa lan nhai, không thèm để ý đến tiếng dập đầu của cậu ta. Lúc này tên Lam Thiếu đang cầu xin thương xót nghe thấy Mạc Nam nói vậy, người thất thần ngơ ra, một giây sau cận Hùng đã sút gãy tay cậu ta, không một động tác thừa. Tiếng kêu đau đớn vang lên toàn cái quán ba, đồng thời cũng dọa tên giám đốc trường chết khiếp, chị Lan ở bên cũng không thể giúp gì được sau đó cận hùng không hề có chút tình nghĩa nào hét lên cơm rồi à mạc tiên sinh nói không nghe thấy ư nói đi sau đó dẫm lên đầu tên đáng thương này lam thiếu lúc này nước mắt tuôn như sông lắp ba lắp bắp nói sau này tôi tuyệt đối không vào hoa lan nhai nữa còn chưa nói xong một trận kêu la thảm thương từ quy từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ sợ hãi úp mặt trốn sau lưng mạc nam đột nhiên mạc nam quay người nhìn sang giám đốc trương vãi tẻ chết mợ rồi đến lượt mình rồi ư sau đó mạc nam lạnh lùng gọi ông chủ thất lại đây một chút đi lạnh lùng quay lại bảo muốn mua lại quán ba thất thất này ông không ý kiến chứ thấy mạc nam hời hợt nói ra những lời như vậy khiến cho nhân viên ở quầy ba ngạc nhiên há hốc mồm cái gì chứ cậu ta đang đùa đấy hả à? đây không phải vấn đề về tiền đâu quả nhiên không nằm ngoài dự tính của mọi người ông chủ thất cười ha 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 nếu mạc tiên sinh thích tôi tặng luôn cho cậu đừng nói đến tiền làm mất tình cảm lắm quay người nói với mọi người các nhân viên nghe rõ đây từ nay về sau ông chủ của ba thất thất là Mạc Tiên Sinh, khiến cho mọi người không thể tin nổi. Cậu bé tội nghiệp đến ăn hoa quả, bây giờ lại trở thành ông chủ của họ. Sự thay đổi này khiến họ khó mà chấp nhận, thực ra cũng nghĩ là không thể xảy ra được. Nhưng nó đã là sự thật, Mạc Nam thật sự đã mua được cái quán ba này. Xấu hổ nhất là tên giảm đốc trương, hắn lúc này cảm thấy miếng cơm của mình có vẻ như sắp mất đến nơi rồi. Với tư cách là người giám đốc ở đây, vẫn còn hy vọng hắn ta đưa tay ra hỏi ông chủ thất. Ông vừa nói đùa đấy phải không ạ? À? đương nhiên mạc nam không hề cho ông ta cơ hội ở lại mạc nam gần giọng tên họ trương kia mau cút ra khỏi cái quán ba này nhanh bị mạc nam sỉ nhục tên giảm đốc chương chỉ mặt mạc nam cơ thể run lên vì tức giận nhưng không thể làm gì được nhưng đây vẫn chưa xong đâu một giây sau mạc nam tát thêm một phát vào mặt tên đáng ghét này nhưng mà chỉ có cái tát thôi thì vẫn chưa đủ hắn nói lắp bắp che đi khuôn mặt sưng của mình mày được lắm hôm nay tao nhận thua mày cứ đợi đấy vừa định rời đi bị mạc nam gọi lại đợi đã giám đốc trương biết rằng câu chuyện này không hề đơn giản vậy ngay lúc này cả người run bần bật cậu cậu còn muốn sao nữa quả nhiên mạc nam hất cằm gần giọng nói tôi bảo ông cút không phải là bảo ông đi cút có nghĩa là lăn đi thấy ông ta cắn răng không có động tĩnh gì mạc nam cầm cái chai bia đập vào đầu ông ta ngã xuống đất đánh ông ta một cái đau điếng đến lúc này giám đốc trương mới biết thế nào là lễ hội mềm lòng van xin mạc nam ấy ấy tôi cút ngay lập tức lăn tròn cút ra ngoài cửa lúc này bên ngoài quán bar khi Lam Thiếu không biết chạy đi đâu, cũng bị Mạc Nam đạp cho một cái, cùng với tên quản lý Trương bay ra ngoài. Lam Thiếu cùng đồng bọn tức giận nổi máu chó nhìn giám đốc Trương trước mặt. Chính cái tên xúc vật này, vì ngươi mà bọn tao mới thê thảm như vậy. Anh em đâu, chúng ta cùng lên, chúng ta cùng dạy dỗ tên chó chết này. Ở bên trong, Cận Hùng và Mạc Nam nói về chuyện trở về từ chấn nhỏ Thạch Kiều. Mạc Nam bị người ta ám sát, nhưng mấy ngày hôm nay lại không có động tĩnh gì. Ông nhờ người giúp tôi điều tra xem bọn chúng là ai. Vừa nghe vậy Cận Hùng liền đứng dậy, Rốt cuộc là tên nào ăn gan hùm mà lại to gan vậy, lại dám động vào Mạc Tiên Sinh. Lúc này Mạc Nam cũng không biết có kẻ nào đang dở trò sau lưng mình. Chỉ nhắc nhở cận hùng, hành xử cẩn thận là tốt nhất. Nhìn dáng vẻ uy nghiêm của Mạc Nam, ông ấy cũng nhận ra được đằng sau câu chuyện này không hề đơn giản vậy. Mạc Nam quay về biệt thự thì trời cũng đã tối rồi. Sau đó vừa đi vào phòng thấy Tô Lưu Sa mặc quần áo ngủ đắp mặt nạ. Ô hát, hai hôm nay cậu đi đâu vậy? Nhà của mình cũng không thèm về. Không sợ tôi trộm hết à? đối mặt với lời nói đùa của cậu ta mạc nam không hề để ý ngược lại thấy phản cảm hỏi bao giờ thì cậu chịu đi nhưng tôi lưu xa không hề cho mình là người lạ chị đây vất vả cứu cậu ở lại biệt thự của cậu ở mấy hôm thì sao đâu nói xong liền ngồi xuống bên cái đàn đàn một khúc giống như nóc nhà vậy mạc nam cạn lời đứng sau cô ấy nói rằng tôi hy vọng cậu đừng động vào bất cứ thứ gì trong biệt thự này đặc biệt là những thứ được trồng bên ngoài kia lại càng không được động đến mạc nam nói vậy nhưng vẫn không yên tâm chạy ra xem cho đến khi nhìn thấy vườn cây vẫn nguyên vẹn mới yên tâm xem ra tụ linh trận của mình có hiệu quả khá tốt đó mạc nam vui vẻ chọn lựa những dược liệu mình tự trồng trước kia cậu ấy đồng ý với chú lương luyện cho một ít thuốc bổ hái dược liệu đi vào thấy tô lưu sa vẫn đang đánh đàn thú thực mạc nam có chút bất lực nhưng cũng không còn cách nào nhưng không thèm quan tâm nữa đi luyện thuốc bổ ngồi xuống ngưng tụ chân nguyên bắt đầu luyện đan dược cho chú lương một giây sau lò luyện đan dược bị nổ tung những mảnh vỡ khiến mạc nam bất lực mạc nam chán nản nằm xuống tưởng là sẽ luyện đến lưu thứ ba, xem ra có vẻ miễn cưỡng rồi. Cái lò này chất lượng tệ quá đi, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, lấy ra xem ai gọi đến thì hóa ra là tử quỷ. Sao sớm vậy, lẽ nào có việc gấp sao, không nghĩ nhiều lập tức nghe điện thoại, sớm vậy đã gọi cho anh có chuyện gì vậy. Chính vào lúc này tử quỷ cất giọng lên khiến cho Mạc Nam ngạc nhiên sững lại. Mạc Nam, ông, ông, còn chưa nói xong đã khóc quả lên, lúc này tử quỷ khóc như mưa, cô kìm nén cảm xúc nói, ông tớ mất rồi lúc này trước cửa phòng nhà xác bệnh viện cháu gái chú lương đã khóc không thành tiếng nữa rồi lúc mạc nam đến nhìn thấy tử quỳ đang nằm trong vòng tay của phó hiệu trưởng tân mạc nam khẽ gọi tử quỳ nhìn thấy mạc nam tử quỳ lại khóc nấc lên kích động nhìn mạc nam em không muốn ông rời xa em đâu sao ông lại để em một mình chứ em phải làm sao đây vì đau lòng quá tử quỳ bỗng nhiên ngất đi đồng nghiệp của chú lương và hiệu trưởng đi đến đỡ cô bé giúp mạc nam gọi bác sĩ mau ở đây có người ngất rồi này có lẽ mạc nam hiểu tâm trạng của tử quỳ bây giờ mọi người không cần phải lo chỉ là tử quỳ khóc nhiều quá nên ngất đi thôi có lẽ bây giờ ngủ là biện pháp tốt nhất đối với con bé sau khi đợi bác sĩ đến đưa tử quỳ đến phòng bệnh mạc nam lúc này đi vào phòng xác chết nhìn chú lương mạc nam thở dài không cứu được nữa rồi nếu như mình đến sớm tí nữa có lẽ còn hy vọng bác sĩ nói với phó hiệu trưởng tân đang chăm sóc tử quỳ ông lương là do vì làm việc quá sức nên chết chết vào giờ đêm qua bác sĩ hỏi có phải trước đây ông lương thường tăng ca đêm không ở cái tuổi của ông ấy không thích hợp để làm đêm đâu dường như mạc nam phát hiện được sự việc ẩn nấp đằng sau tại sao người tốt luôn không có kết cục tốt vậy lúc này đồng nghiệp của chú lương đang bàn tán ông lương là do bị hại chết trong thời gian tăng ca dài vậy ông ấy không hề có một giấc ngủ tử tế còn phải nói sao tất cả là do chủ nhiệm vương đã ép ông ấy ông quên rồi sao lúc đó ông ta cũng dùng cách y chang vậy để ép chúng ta tăng ca bây giờ ông lương không thức nổi nữa chắc chắn là do ông ta ép chết ông lương ông lương cũng vì đứa cháu gái đáng yêu này nên mới ra nông nỗi này thật đáng thương quá đi lúc này đằng sau lưng các chú bảo vệ có một giọng nói của đồng nghiệp nhắc nhở mọi người bớt nói lại đi phó hiệu trưởng tân vẫn ở đây đó nhưng sao bà ấy lại không biết nguyên do được cơ chứ phó hiệu trưởng tân trước mặt các bảo vệ nói các anh yên tâm lần này quay về tôi sẽ điều tra vụ này để cho mọi người một câu trả lời mọi người đừng nói những cái này trước mặt con trẻ tên bảo vệ trẻ nghe thấy phó hiệu trưởng tân muốn đòi lại công bằng cho ông lương liền nói bắt buộc phải xử lý ông ta đàng hoàng ông ta muốn ép mọi người rời đi để ngồi vào cái vị trí đó Nghe mọi người bàn luận như vậy trong lòng Mạc Nam tức như lửa đốt, người ác thì sống thành thơi, người tốt thì lại khổ cực. Đây có lẽ là tên chủ nhiệm khốn nạn nhất từ trước tới nay. Thử nghĩ mà xem, mấy hôm trước còn hại chết ông Lương, sau thì lại bắt đầu ở lễ truy điệu, vận động cách quan tâm đến nhân công lao động. Có vẻ ông ta chê chuyện này chưa đủ hot, mà lại còn tìm cả phóng viên để phát trực tiếp. Biết được tin đó từ quỳ tức giận muốn phát điên, không phải tại ông ta, thì ông mình cũng sẽ không chết vậy. Vậy mà hôm nay ông ta còn mặt mũi mở họp báo, phóng viên trong nhà tang lễ, đang phỏng vấn tên chủ nhiệm vương đạo đức giả này các phóng viên không hiểu nội tình cũng khuyên giám đốc vương đừng quá quá đau buồn tên khốn nạn đó còn rút khăn giấy lau nước mắt giả bộ đau thương sự ra đi của ông lương là một người chủ nhiệm tôi cũng phải có trách nhiệm là do tôi không quan tâm ông ấy mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay càng không thể thẩm được đó là ông ta còn gọi người đến diễn cùng những người bảo vệ khác cũng thế giả vờ kết hợp để diễn kịch cùng bình thường ông cũng đã quan tâm hết lòng với ông ấy rồi nhưng sức lực con người có giới hạn ông lương đây là chuyện ngoài ý muốn trường học chúng ta còn cần ông làm chủ đó ông đừng có buồn quá rồi lại ngã bệnh nhất định phải giữ gìn sức khỏe tên bảo vệ còn nói với phóng viên chủ nhiệm vương lương thiện tốt với nhân viên chưa bao giờ cãi vã với cấp dưới bao giờ cùng ăn cùng ở với mọi người chăm sóc cho các đồng nghiệp cấp dưới những tên giả chân này vẫn diễn kịch rất nhiệt tình trước ống kính mọi người đều khen ngợi chủ nhiệm vương ông lương lúc còn sống cũng đã từng khen chủ nhiệm như vậy chuyện ngoài ý muốn lần này người đau lòng nhất là chủ nhiệm vương tên chủ nhiệm vương không hề có chút liêm sỉ nhưng vẫn giả chân tém tém lại mọi người đừng nói vậy tôi chỉ là làm tốt nhiệm vụ được giao mà thôi một vị lãnh đạo tốt vậy không thăng chức đúng là không công bằng rồi không thì ông lương ở trên trời cũng không nhắm mắt nổi còn có những bạn học sinh khó khăn vất vả về tài chính đó cũng là số tiền ông ấy nhịn ăn tiêu để khuyên góp cô phóng viên trẻ tuổi còn non kinh nghiệm xúc động trước lời nói của những chàng trai này nước mắt rơi nói trường học có vị lãnh đạo tốt như ông đúng là có phúc lớn nhưng ông không cần phải lo đài truyền hình chúng tôi sẽ lan truyền khuyên góp ủng hộ để những đứa trẻ đó được giúp đỡ thấy phóng viên tin vào mắt mình tên giả chân này nghiêm túc trước ống kính nói khuyên góp hay không cũng không sao từ nay về sau tôi sẽ coi tử quỳ là con gái của mình để chăm sóc sau đó trở thành người giám hộ của con bé cùng con bé tiếp tục con đường học hành của mình hôm nay với tư cách là một người chủ nhiệm tôi sẽ coi người nhà của cấp dưới là người nhà của mình tôi thấy ông ta không đi làm diễn viên thì có chút đáng tiếc đó nếu không ít nhất ông ta cũng phải đậu giải ốt ca đó Mọi người nghĩ Mạc Nam sẽ giải quyết tên sượng chân này thế nào mới hạ dạ đây. Đùng một tiếng, cửa của lễ đường mở toang ra, là Mạc Nam đưa tử quỳ đến vạch trần bộ mặt của tên chủ nhiệm. Cùng với Mạc Nam đến là một đám phóng viên. Một giây sau là tất cả những chiếc mic của phóng viên đã vây quanh người tên chủ nhiệm. Chủ nhiệm Vương, xin chào mọi người, chúng tôi là tổ ký giả của pháp chế tiền tuyến, theo như thông tin nhận được. Tại đây có hung thủ đã ép người ta làm việc cho tới chết. Chân tướng sự việc này rốt cuộc là gì? Chúng tôi lập tức thu thập thông tin, sau đó đưa tin tới tất cả mọi người. Lúc này tên chủ nhiệm Vương vẻ mặt hốt hoảng nói: "Các anh là ai? Ai cho các anh xông vào đây? Mau đi ra ngoài." Lúc này mọi người xung quanh cũng nhận ra đây đúng là ký giả của pháp chế tiền tuyến. Các ký giả lúc này chất vấn ông ta: "Bảo vệ trong trường này thì có đến hơn một nửa thì là người nhà của ông. Xin hỏi ông giải thích thế nào về điều đó ạ? Còn nữa chúng tôi kiểm tra sổ sách trực ban thấy, ông lương lúc còn sống làm liên tục 48 ngày, hơn nữa thời gian làm việc đều vượt qua 12 tiếng, nửa đêm cũng vẫn phải tăng ca. Xin hỏi ông làm vậy là có mục đích gì?" và tại sao ông lương lại có mức lương thấp nhất trong số bảo vệ đó vậy đến cả một người mới vào làm bảo vệ lương còn cao hơn ông ấy gấp đôi nữa khu mà nhà trường dành cho nhân viên ở là nhân viên đó phải làm trên một năm đổ lên ở một căn cơ mà nhưng sao tên ông lại có những tận bảy căn vậy về vấn đề này ông có gì để nói không đối mặt với điều đó chủ nhiệm vương lúc này cảm thấy như núi thái sơn đè không thở được đột nhiên ánh mắt ông ta hướng vào góc tường đó là bình cứu hỏa để dập lửa không còn đường lui ông ta nhặt bình chữa cháy và xịt vào đám phóng viên mau cút ra, tôi sao phải trả lời các người chứ, lúc đó những người đó không thể lại gần tên điên này. Mạc Nam đứng ra, chủ nhiệm vương xứng sờ tại chỗ khi nhìn thấy Mạc Nam, nhưng một giây sau lại gào mùm lên, hóa ra là tên chó chết người hại ta thân bại danh liệt, ông đây sẽ không tha cho người đâu. Mạc Nam nắm chặt nắm đấm tiến gần lại ông ta, ông nghĩ chỉ đơn giản là thân bại danh liệt thôi ư, tôi sẽ bắt ông phải chuộc tội với chú Lương. Sau đó một cú đấm đấm bay tên béo ra xa, không hề nể tình gì hết. Sau đó, Mạc Nam nắm lấy cả vạt của tên béo kéo lên, dí tên đó xuống đất, quỳ xuống xin lỗi chú lương. Lúc này ông ta như một con thú đang bị mắc kẹt còn dọa Mạc Nam, cậu dám động tay với tôi, lão lương đã chết rồi, không lẽ bây giờ ông định bắt tôi đến mạng cho ông ta. Hư, phóng viên còn chưa đi đó, để tôi xem cậu làm gì được tôi. Quả nhiên là Mạc Nam nhẫn nhịn đến cực hạn cuối cùng cũng bộc phát rồi. Bộ tóc dài màu trắng đó lại xuất hiện, giết ông thì chẳng phải quá dễ với ông quá không? Nói xong, Mạc Nam đưa tay lên, một quả cầu vàng kim phát sáng đó là chiêu thức thiên đạo luân hồi mạc nam tuyên án tước đoạt 50 năm tuổi thọ của tên khốn nạn này đây là võ công bá đạo nhất mà tôi từng thấy thiên đạo luân hồi tên chủ nhiệm vương này thật may mắn có phúc để nếm thử cái võ công này cùng với tiếng la hét thân thể của ông ta trở nên già đi trông thấy da đã nhăn nheo thậm chí là răng lợi cũng rơi lã trã. lập tức chủ nhiệm vương biến thành ông lão 50 tuổi ngã gục xuống lúc này ông ta đã biến thành ông già tóc trắng thấy bản thân mình biến thành một người khác không có răng run rẩy gào thét đau đớn không thể như thế được, sao trong chốc lát tôi lại biến thành ông lão thế này? Mấy tên bảo vệ vừa nãy còn diễn với chủ nhiệm Vương, lúc này cũng sợ hãi tè ra quần, sao có thể như vậy được chứ? Thế giới này sao lại có võ công tức đoạt tuổi thọ được chứ? Điều này dọa cho hai tên đó sợ chạy mất dép, chắc chắn là oan hồn của ông Lương hiện về rồi. Tôi không liên quan, ông Lương đừng tìm tôi nha." Phóng viên nhìn ông lão quỳ trước mặt Mạc Nam, gãi đầu không thể tưởng tượng nổi, tên chủ nhiệm Vương này chạy rồi sao? Còn cả ông già kia là ai? Sao tôi cảm thấy ông ta mặc cái áo giống chủ nhiệm vương thế nhỉ? Lúc này Mạc Nam cũng đã lên tiếng rồi, không hề có cảm xúc nhìn tên chủ nhiệm vương ở trên đất. Tốt tốt, ngươi hãy từ từ mà hưởng thụ nốt cuộc đời còn lại đi. Chủ nhiệm vương hối hận cầu xin Mạc Nam, cầu xin đến mức chảy cả nước rãi ra, xin Mạc Nam trả mình lại ban đầu. Nhưng Mạc Nam làm gì quan tâm đến loại khốn nạn này? Kéo tay tử quỳ rời khỏi lễ đường, chúng ta về thôi. Tử quỳ đi theo sau Mạc Nam, trong lòng thầm nghĩ, ra ra ơi, ca ca đã báo thủ cho người được rồi. Tử Quy vừa về đến nhà lại nhớ bóng dáng, ông lúc còn sống cứ vẫn cặm cụi trong bếp. Tử Quy nhất thời không thể chấp nhận cảnh ông ra đi nên đã bật khóc. Thấy cô bé buồn bã như vậy Mạc Nam thở dài, nói với Tử Quy là vào nhà với mình trước, anh cho em xem cái này, hy vọng có thể làm giảm sự đau thương, buồn bã trước mắt. Từ trong túi lấy ra một đồng xu, lúc này đồng xu bình thường ở trong lòng bàn tay của Mạc Nam, nó giống với hình ảnh 3D vậy. Mạc Nam từ từ truyền linh lực, hình ảnh của chú Lương từ từ hiện ra, lại được gặp lại chú Lương, Tử Quy ngạc nhiên, mừng rỡ cô bé không thể tin được có thể nhìn thấy được một cách chân thực như vậy cái sức mạnh chân thật này khiến cho mạc nam hao tổn chân khí mạc nam tiêu hao năng lực đến mức mặt đổ đầy mồ hôi chuyện đã qua em hãy để cho nó tan biến đi hai ông cháu có gì muốn nói anh không cầm cự được lâu đâu lại một lần nữa gặp lại nhau hai ông cháu nước mắt ngắn dài cháu gái đáng yêu của ta đều là do ông không tốt phải đi trước đây sau này không còn cách nào chăm sóc cháu nữa sau này sống một mình sẽ khổ cho cháu rồi buổi sáng thức dậy cháu nhớ đóng cửa sổ nhé không trời có mưa lại làm ướt phòng cháu đó. Còn nữa nếu có ra ngoài đừng quên đóng cửa nha. Không mấy con gà nó sẽ chạy vào phòng cháu, làm cho nhà bị bẩn đó. Nghe ông căn dặn chuyện nhà, Tử Quy càng thấy vui, càng thấy buồn, nước mắt tuôn rơi. Chú Lương biết thời gian có hạn nên tiếp tục dặn cháu gái. Trong gối của ông có tiền cháu nhớ lấy nó ra. Còn về hậu sự của ông không cần làm đâu. Bây giờ chỉ còn lại mình cháu, không hiểu những cái đó đâu. Hãy theo ông đi, rồi tìm một nơi chôn cất là được rồi. Nghe đến đây Tử Quy không nhịn được bật khóc ngồi trên đất ôm mặt khóc nức nở ra 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 cháu cháu rất nhớ người hu hu nhà này không có ông thật sự cháu không biết phải làm sao thấy cháu gái đau khổ chú lương cũng buồn bã khóc theo đừng khóc cháu ngoan của ông cháu đừng khóc nữa bây giờ là hai thế giới rồi lúc này mạc nam lên tiếng chú lương chú yên tâm đi cháu bảo đảm những ngày tháng còn lại sẽ chăm sóc tốt cho tử quỷ vừa nói mặt cũng đổ đầy mồ hôi nhìn mạc nam có vẻ sắp không cầm cự được nữa rồi mạc nam nói không còn thời gian nữa nếu còn nói nữa ông sẽ biến thành hung linh mất. Hiểu ý của Mạc Nam chú lương cũng an tâm rời đi. Trên đồng xu lúc này cũng hiện ra một vết nứt, hình bóng chú lương dần dần tan biến, nhìn ông đang dần dần biến mất, Tử Quỳ không nỡ xa ông liền chạy đến, rồi ngất thiếp đi trong lòng Mạc Nam. Mạc Nam lúc này đưa Tử Quỳ vào phòng nghỉ ngơi, nhìn cô bé mà trong lòng Mạc Nam châm tư không nói nên lời. Ngày thứ hai, Tử Quỳ buồn bã lặng lẽ đi đến trường. Tô Tô nói với Mạc Nam, đêm nay tớ đi đón Tử Quỳ đến nhà tớ ở mấy ngày, cha mẹ của mình đã đồng ý, cậu cũng không cần lo lắng. Mạc Nam thấy vậy nói cũng tốt, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy. Lúc này Tô Tô để ý đến mái tóc của Mạc Nam rồi thắc mắc. Ngược lại là cậu, màu tóc trên đầu tại sao lại trở nên trở thành màu trắng bạch rồi? Hay là sau khi sự việc của vương chủ nhiệm, bây giờ liền không có người quân thúc cậu nữa phải không? Mạc Nam không biết giải thích gì đành cười trừ cho qua. Lúc này chuông điện thoại Mạc Nam reo lên, vừa nghe máy là tiếng hét lớn từ phía bên kia. Về đây mau, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này Mạc Nam đã trở về nhà. Mạc Nam mở cửa phòng hỏi Tô Lưu Sa có chuyện gì quan trọng mà không thể nói trực tiếp qua điện thoại vậy? Tô Lưu Sa vừa mới tắm xong liếc nhìn Mạc Nam Châu gẹo, "Cậu về rồi à? Thật đáng tiếc, cậu chậm mấy phút, bằng không đã nhìn thấy tỷ tỷ đang tắm rồi hi hi." Mạc Nam ngơ ngác suy nghĩ, cái bà thím này lại nghĩ khuất phục ta bằng mỹ nhân kế ư? Còn Tô Lưu Sa thì nghĩ thầm, cái tên này thế mà có thể không bị khuất phục bởi sắc đẹp của ta. Tô Lưu Sa thất vọng hừ một tiếng, đúng là đàn gãi tai châu, sắc đẹp như mình mà lại bị cậu ta xem thường. Tô Lưu Sa lúc này hỏi Mạc Nam, "Tôi muốn hỏi cậu ngoài kia rốt cuộc có chuyện gì sao bọn chúng lại nhảy múa nghe thấy vậy mạc nam liền tốc biến ra ngoài vườn khiến cho tô lưu sa một mình ngơ ngác oa wow, sao lại gấp gáp như vậy chứ mạc nam ngoài vườn vui vẻ nhìn đám cây quả nhiên có chút thần hiệu cần phải mở rộng phạm vi tụ linh trận ra rộng hơn tô lưu sa lúc này vẻ mặt ngơ ngác nhìn mạc nam ngươi nhìn ngươi nhìn bọn chúng lại nhảy múa mạc nam quay đầu lại nói ngạc nhiên gì chứ cái này không phải việc quan trọng gì mà gấp gáp hại ta còn tưởng có đại sự gì xảy ra ta về thư phòng đừng đến làm phiền ta. Tô Lưu Sa tức giận, mau mau cút đi, mặc kệ người. Lúc này Mạc Nam về phòng thì có tiếng điện thoại reo. Hóa ra là Thanh Ti gọi Mạc Nam, cô ấy hỏi sao lâu ngày như vậy, Huynh vẫn không gọi điện thoại cho cô ấy. Mạc Nam hỏi Thanh Ti có chuyện gì không? Cô ấy nói, mấy ngày nay cùng một công ty giải trí ký kết hợp đồng, cậu sẽ đến xem tớ biểu diễn chứ? Mạc Nam trả lời, tôi rảnh vào thứ bảy tuần này, chắc tôi sẽ qua, sẵn tiện đưa lời bài hát luôn cho cậu. Thanh Ti vui mừng nói, thật vậy sao? Vậy cứ quyết định như vậy đi mạc nam nói thêm cậu nhớ lúc hát và diễn tấu đeo chiếc lục lạc mà tôi đã tặng cho cậu đấy yên thanh ti trả lời tôi nhất định ngày nào cũng đeo nó à mà đúng rồi phần nhạc sĩ của ca khúc cậu muốn viết tên cậu vào không mạc nam nói không người viết nhạc và viết lời cậu cứ viết là khinh khinh hàn đi nghe thấy vậy thanh ti ngạc nhiên khinh khinh hàn cái tên này nghe nữ tính quá đó nha đây là nghệ danh của cậu sao có điều nói thực tôi cũng rất thích cái tên này mạc nam cười ha ha cứ như vậy đi rồi cúp máy lúc này trong phòng làm việc đột nhiên có tiếng nước chảy rào rào truyền đến bên tay Mạc Nam. Mạc Nam hơi tò mò, trong nhà sao lại có tiếng nước chảy nhỉ? Lẽ nào ống nước bị thủng rồi ư? Lúc này Mạc Nam xuống nhà đúng là tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Mọi người cũng biết lúc này Tô Lưu Sa vẫn đang ở nhà Mạc Nam, nhưng Mạc Nam lại đến phòng luyện đan, nhưng lại rất trùng hợp, có một lỗ thủng chiếu ánh sáng dọi vào mắt Mạc Nam. Tôi tin là không có ai là không tò mò về cái lỗ này đâu. Mạc Nam cũng không phải ngoại lệ, ghé mắt vào cái lỗ đó tỉ mỉ nhìn ngắm cảnh sau đó khiến Mạc Nam cảm thấy ngại ngùng. Quả nhiên là Tô Lưu Sa đang tắm rửa, Mạc Nam kiểu chọc mù mắt tôi đi, cạn lời luôn. Này thật là quá kích thích rồi, Tô Lưu Sa thì vẫn đang ngân nga trong nhà tắm. Mạc Nam che mặt suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra cái lỗ hổng đó rồi. Là do lúc luyện đan, khiến cho tường bị thủng đúng ngay chỗ đó. Quả thực là như vậy, nếu không thì cô ấy sẽ hiểu lầm mình. Nửa tiếng sau, Tô Lưu Sa tắm rửa sạch sẽ, hét lên, Mạc Nam cậu mau qua đây, tớ cho cậu xem cái này mạc nam vẫn bị mơ hồ về chuyện vừa nãy từ từ đi xuống tầng hỏi tô lưu sa có chuyện gì không không phải đã phát hiện gì rồi đó chứ thấy cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nước biển rất quyến rũ mềm mại như nước quay người lại hỏi mạc nam thấy bộ váy này sao mạc nam nhặt nhẽo nói chữ đẹp thầm nghĩ quả nhiên là bị phát hiện rồi lúc này tô lưu sa hỏi mạc nam vậy là mặc quần áo đẹp hay cởi sạch mới đẹp mạc nam đúc tay túi quần lùi lại phía sau cậu ý cậu là sao chứ che khuôn mặt ngại đến phát đỏ ửng lên tô lưu sa nói cậu đừng giả vừa nữa tên đáng ghét cậu tưởng tớ không biết gì sao mạc nam ngại ngùng ho nhẹ một cái à thì cái lỗ đó là do lúc luyện đan nó bị nổ ra thôi nên là cả căn phòng đều là lỗ thủng mà tưởng mạc nam có ý với mình vừa nghe vậy là biết rồi tôi lưu xa ngắt lời cậu ấy được rồi nói chuyện chính đi lần trước bạch cốt muốn giết chúng ta tớ đã tra được hang ổ của chúng rồi đến nay chúng ta sẽ tới hang ổ của hắn tên xấu xa đó tôi đã muốn xử lý hắn từ lâu rồi mạc nam nói được thôi tôi cũng sớm đã muốn tìm hắn rồi bây giờ là 8 giờ 12 giờ đêm nay chúng ta sẽ xuất phát nhé. Mạc Nam đồng ý, rồi nói xin lỗi, vừa này xin lỗi nhé, lúc quay về tôi sẽ bịt cái lỗ nhỏ đó lại. Nhưng tôi lưu xa lại đá lông nheo với mặt Nam, tôi không muốn anh vít cái lỗ đó lại đâu, anh muốn xem thì cứ xem thoải mái. Mạc Nam nghe xong thì té sờ mờ lờ, cô nói, không sửa nó. Tôi lưu xa cười nói, dẫu sao anh cũng nhìn thấy cả rồi, hi hi, tên hào sắc nhà anh được chiếm tiện nghi từ tôi rồi. Mạc Nam thấy vậy thì cũng hạn hán lời, chuyển cảnh, lúc này là 12 giờ đêm xe của tô lưu sa lại xuất hiện tô lưu sa vẫn hy vọng tối nay tên xấu xa đó sẽ xuất hiện mạc nam ngồi ghế phụ bình tĩnh hỏi không phải cậu chắc chắn họ sẽ đến sao tô lưu sa không chắc quay sang mạc nam tuy là chắc chắn nhưng cậu không biết tên này xảo quyệt lắm chúng ta có thể đấu với ông ta không còn khó nói lắm à đúng rồi tớ đưa cho cậu cái vòng vàng đó sao cậu không đeo vào tớ không nói với cậu tối nay sẽ ngụy trang à cái bộ dạng quê mùa này của cậu chắc chắn là đã làm mất vòng rồi Lúc này một người đàn ông mặc quần áo tây được mọi người cung kính đi ra. Tô Lưu Sa trong lòng mừng rỡ, "Chúng ta xuống xe, khách hàng đến rồi." Tô Lưu Sa mở cửa chạy đến chào hỏi, "Lưu Đông thiếu gia tôi ở đây, đợi ông lâu lắm rồi." Ha ha ha, "Tô tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp rồi nhỉ?" rồi đưa tay ra định bắt tay. Tô Lưu Sa nói "Tôi không dám bắt tay với ông, mấy hôm trước còn xem được scandal trên báo nữa đó, bây giờ tôi bắt tay với ông bị bọn nhà báo chụp được, chẳng phải sẽ bị đám fan của ông chửi chết tôi sao?" thấy tô lưu sa nói về câu chuyện của mình như vậy gãi đầu tô tiểu thư cô bỏ qua chuyện đó đi nói thật tôi và bọn họ chỉ là bạn bè thôi cô đừng hiểu lầm thôi nói chuyện chính đi mạc nam cậu đến đây tớ giới thiệu một chút đây là mạc nam cũng là cái tên rất hot gần đây mạc chân nhân sau đó giới thiệu với mạc nam đây là lưu đông đại thiếu gia của tập đoàn lưu thị cũng là một trong bốn vị thiếu gia của giang Đồ. một giây sau lưu đông chất vấn tô lưu sa mạc chân nhân cậu là cái người mà dạo gần đây yên ra hay nhắc đến mạc chân nhân đó ư tôi nghe nói mạc chân nhân rất thần kỳ mà họ còn nói mạc chân nhân rất trẻ hôm nay tận mắt thấy đúng là rất trẻ thật tôi không biết trong lời nói của tên này có ý gì nhưng mạc nam đã quá quen với nó rồi anh ta vừa đi lên lầu vừa đi theo mạc nam bắt đầu mỉa mai mạc chân nhân chắc là chưa bao giờ được lên tầng cao như vậy đâu nhỉ cũng phải cả cái thành giang đô này làm gì có ai được leo lên cái tòa nhà cao như vậy đâu thân là thiên đế sư năm đó đối với mạc nam như này không hề cao đối mặt với những tên hống hách kiêu ngạo như vậy mạc nam cũng lười chấp vặt lúc này rót rượu cho Tô Lưu Sa, Lưu Đông cũng nói ra cái chất vấn hồi nãy. Tô Tiểu Thư cô nói còn cho tôi bất ngờ, hôm nay tôi từ chối tất cả các cuộc hẹn để đến đây. Cô liền đưa một tên nhóc đến đây để bàn chuyện ư. Đây là cái điều bất ngờ cô nói đấy à? Lưu thiếu gia ý anh là sao? Lẽ nào anh không tin cậu ấy thật sự là mạc chân nhân ư? Tôi lừa ông có ích gì chứ? Thấy tôi lưu xa chắc chắn vậy lưu đông quay người ra liền nói tin tin. Được rồi, tôi thấy cậu ta rõ ràng là một tên nhà nông. Vào thẳng vấn đề đi hôm nay cô đưa mạc chân nhân đến đây có việc gì sao lúc này tô lưu sa nghiêm túc nói có người muốn giết em gái ông lưu đông kinh ngạc thật hay giả vậy chuyện này không thể lấy ra đùa được đâu tô lưu sa nói tôi nào dám nói đùa với lưu thiếu anh lưu tổng có phải vẫn đang đi công tác không anh tốt nhất bây giờ dẫn chúng tôi đi gặp em gái của anh lưu đông nói em gái tôi vẫn còn đang ở trên lầu họp với bên phía đối tác ở mỹ hơn nữa cuộc họp này rất quan trọng tô lưu sa nói hãy dẫn chúng tôi tới đó lưu đông trả lời tôi chỉ có thể dẫn một mình cô tới đó thôi còn mạc chân nhân này tốt hơn hết cứ để hắn ở lại đây đi tôi lưu sa lúc này nói người được phái tới là bạch cốt của âm bang tôi không chắc sẽ thắng được hắn nên mặt chân nhân nhất định phải đi cùng chúng ta lưu đông lúc này chỉ tay về phía mạc nam tô tiểu thư tôi tin cô nhưng mạc chân này để cùng chỉ khiến chúng ta bị liên lụy thôi hơn nữa tôi cũng sẽ không trả thù lao hai phần cho hai người đâu lúc này tôi lưu sa nói vậy trước tiên anh hãy dẫn tôi lên đó lưu đông nhìn hai thuộc hạ rồi ra lệnh Hai người ở lại đây bảo vệ cho Mạc Chân Nhân, tôi là Tô tiểu thư sẽ lên tầng. Bọn thuộc hạ thấy vậy thì hồ đã rõ, còn phía Tô Lưu Sa cũng ra hiệu cho Mạc Nam ở lại, rồi Tô Lưu Sa cùng Lưu Đông bước ra ngoài. Hai tên thuộc hạ lúc này thì đang bàn tán, cô nói xem tổng tài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, con mợ nó, ai lại gan to như thế, dám giết cả tổng tài. Cô vệ sĩ nói, ở bên trên còn có mười mất vệ sĩ, chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được rồi. Anh đồng nghiệp nói tiếp, chuyện này cũng khó nói lắm. Mấy người bảo vệ đó chỉ cần bước nữa bước vào quan tài thôi, hai tay đấm cũng tự nhiên mềm nhũn bỏ chạy thôi. Lúc này Mạc Nam cầm ly nước lên uống, âm thanh phát ra làm hai tên vệ sĩ quay đầu lại nhìn Mạc Nam. Bọn chúng hừ một tiếng, khoanh tay mất kiên nhẫn chờ đợi. Cô vệ sĩ nhìn về phía Mạc Nam rồi nói, nghe nói Mạc Chân Nhân là võ giả mạnh nhất cả tỉnh Giang Nam này, đao kiếm đâu không xuyên, có phải là sự thật không? Tên kia thì liếc nhìn với vẻ mặt khinh thường, Mạc Chân Nhân cái khỉ gì, nếu thực sự lợi hại như thế, còn cần chúng ta ở đây bảo vệ sao? chẳng qua chỉ là thôi phồng lên thôi lúc này một chấn động lớn xảy ra đột nhiên tiếng nổ làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người toi rồi cuối cùng cũng đã đến rồi tiếng nổ đó khiến tòa nhà cháy một giây sau mạc nam đã bắt đầu hành động rồi hai tên vệ sĩ tép diêu này còn chưa kịp phản ứng lại thì mạc nam đã lao nhanh về phía hiện trường hai tên vệ sĩ chỉ kịp phản ứng lại chết tiệt đợi chúng tôi với lúc này mạc nam vừa kịp đến đống khói đó một tên vệ sĩ đang nằm ở cầu thang đã ngủ đợi khói tan đi cả cái tầng đó đều là xác của các vệ sĩ xem ra vụ nổ này không được xem thường đột nhiên pâng pâng tiếng súng bắn may mà mạc nam tốc độ nhanh né khỏi được hết không thì một chút nữa bị chúng bắn hẹo con mợ nó rồi hai tên vệ sĩ hồi nãy bảo vệ mạc nam còn nép sau cái tường kêu mạc nam còn không mau bỏ qua đây lại còn gây thêm họa không biết sợ chết ư đột nhiên có một cái bóng sau lưng mạc nam trong sương khói mờ nhân ảnh mạc nam đấm một cái tên đó ngã ra đối phó với lũ ruồi nhặng này không cần tốn quá nhiều sức nhưng chuyện khiến người khác nực cười đó là hai tên bảo vệ này kéo Mạc Nam vào giải quyết nguy hiểm. Cậu mau ở yên đây đi đừng gây loạn nữa. Lưu Thiếu, Tổng Tài, hai người không sao chứ ạ. À? Hai tên ngu ngốc này bị Tô Lưu Sa mắng vào mặt. Có tính chuyên nghiệp không hả? Các người trả lời không phải bại lộ vị trí rồi sao? Lúc này một tên đàn ông đi từ trên lầu xuống. Mạc Nam nhìn chầm chầm vào đám khói lạnh lùng hỏi. Ngươi là Bạch Cốt Ư. Hai tên vệ sĩ lúc này vẫn cho rằng Mạc Nam là một thằng có vấn đề. Cứ đứng vậy để chết hay gì? Tên Bạch Cốt này hai tay cầm súng hướng về Mạc Nam nói. Mạc tiên sinh, nếu không phải khách hàng tạm hoãn nhiệm vụ anh nghĩ anh còn sống được đến bây giờ không nhưng mạc nam muốn biết rốt cuộc là ai muốn giết mình quả nhiên bạch cốt không hề cho anh cơ hội muốn hỏi thì xuống địa ngục mà hỏi không hề do dự bắn mạc nam mạc nam không chỉ không bị thương mà còn không hề nhúc nhích đạn như bùn gặp nước vậy không thể làm mạc nam bị thương được tên bạch cốt ngạc nhiên há hốc mồm chuyện gì vậy sao cậu ta lại địch lại được súng chứ không thể nào lần này đến mạc nam ra tay rồi chỉ một cú đạp khiến tên bạch cốt bay ra lúc mạc nam định cho tên bạch cốt chiêu cuối cùng thì có sự cố thuộc hạ của bạch cốt kêu mạc nam đứng im bởi vì hắn ta đang giữ trong tay tô lưu sa cậu dám động tay thì tôi giết cô ta xem cậu nhanh tay hay tôi nhanh tay thật không ngờ thân thủ như tô lưu sa cũng bị tóm tên chiếm ưu thế gào lên bạch cốt cậu rốt cuộc còn được việc không vậy mau đứng lên bắt lưu vi làm con tin đi lúc này bạch cốt đang cố gắng đứng lên lập tức bắt em gái của lưu đông cô đến đây bắt cô làm con tin tôi mới có thể thoát khỏi đây Lưu Đông nhìn thấy em gái bị uy hiếp, phẫn nộ gọi tên Bạch Cốt. Cậu cần bao tiền tôi đều đáp ứng. Tôi chỉ cần cậu thả em gái tôi ra thôi. Tên đáng chết nhà ngươi. Nếu hôm nay em gái tôi có làm sao, tôi nhất định cho một trăm sát thủ đi giết ngươi. Nghe tên Lưu Đông nói vậy, tên Bạch Cốt này sắp đâm cô em gái. Mày câm mồm cho tao. Mày còn nói liên thiên tao sẽ cho em mày thăng thiên luôn đó. Bây giờ chúng tao cần ra ngoài. Chúng mày tránh ra hết cho tao. Không tao sẽ cắt cổ nhỏ này. Thấy hai tên thối đó điên rồ đầy dục vọng vậy mạc nam mặt đen sầm lại cạn ngôn đột nhiên mở mắt các ngươi thật sự không nên ép tôi chính là cái đồng tiền hồi nãy của mạc nam đâm thẳng vào đầu tên vừa uy hiếp tô lưu sa mạc nam giơ tay ra đỡ lấy tô lưu sa chê cười như vậy mà cậu còn nói mình là sát thủ ư để cho người ta dễ dàng bắt làm con tim vậy luôn tô lưu sa ngại ngùng cười ha 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 thấy mạc nam đang ân cần băng bó cho vết thương của mình lo lắng không cần lo cho tôi đừng để tên bạch cốt kia chạy mất nhưng mạc nam không hề hoảng loạn nói với tô lưu sa Yên tâm, tôi nói rồi, tên đó không chạy thoát được đâu." Thấy Mạc Nam khẳng định như vậy, Lưu Đông có chút gấp gáp, "Mạc Chân Nhân mau đi cứu em tôi đi, người ta chạy mất rồi kìa, hơn nữa cậu ta còn đi 99 tầng thang máy nữa cơ mà, anh chốc nữa sao đuổi được cậu ta?" Thấy Mạc Nam vẫn rất bình tĩnh, Lưu Đông rất là tức giận, Nghiền răng nói tên Mạc Chân Nhân này quả nhiên là cái tiếng thôi. Lúc này, hành động của Mạc Nam sau đó khiến mọi người không thể tin được, quan sát kính, xoa xoa rồi ấn tay vào. Động tác này khiến Tô Lưu xa cạn lời cậu mau đuổi theo bạch cốt đi, lại còn thời gian ở đó mà xem phong cảnh. Cùng với tiếng vỡ của cửa kính, Mạc Nam nói không phải tớ đang đuổi theo bọn chúng sao. Kính vỡ khiến mọi người ai cũng né tránh. Chuyện gì vậy? Vãi đái, không phải muốn nhảy lầu đó chứ. Không sai, lúc này Mạc Nam đang bay. Anh ta từ tầng 99 nhảy xuống. Này là hủy mất tam quan rồi. Thấy Mạc Nam như vậy mọi người không thể hiểu nổi. Sắc mặt tô lưu xa tái mét khi thấy Mạc Nam nhảy xuống. Trời má, cậu ta biết bay luôn sao. Mạc Nam bay với tốc độ 300 vạn xuống đất đột nhiên thấy tiếng vỡ kính từ trên đầu rơi xuống cái gì từ trên đỉnh rơi xuống vậy tất cả mọi người đều bị tiếng động đó thu hút quả nhiên là mạc nam với mái tóc dài bay xuống cậu ấy không hề chết mà kịp đến trước mặt bạch cốt đây là hành động gió thổi mây bay của mạc nam nhưng lần này dọa bạch cốt sợ chân tay run lập cập rồi sao có thể chứ đây có phải người không vậy người phàm sao có thể bay từ tầng 99 bay xuống vậy chứ nhưng mạc nam không hề có thời gian giải thích nhiều với cậu ta nhìn vào mắt bạch cốt tôi nói rồi ngươi không chạy thoát được đâu Cậu mọc cánh cũng khó thoát, tôi hỏi lại, ai là người thuê cậu giết tôi? Đối diện với đối thủ mạnh vậy Bạch Cốt không còn khí thế chiến đấu như hồi nãy nữa, giơ súng xin đầu hàng, xin Mạc Nam cho mình một con đường sống, run rẩy nói với Mạc Nam không hề biết ai muốn sát hại cậu ấy cả. Một giây sau đồng tiền xu lại bay xuyên qua não Bạch Cốt, đưa tay ra lấy đồng xu Mạc Nam không hề tỏ vẻ thương xót. Lúc này Tô Lưu Sa cũng đã xuống tới nơi, Mạc Nam hỏi Tô Lưu Sa có bị làm sao không, cô ấy nói không sao. Mạc Nam lúc này quay người rời đi hắn không khai gì cả. Cô xử lý ở đây đi, tôi cần chút thời gian để hồi phục. Khi Mạc Nam quay người rồi đi thì bị Lưu Vi gọi lại. Mạc Tiên Sinh, cảm ơn Mạc Tiên Sinh lúc nãy đã cứu tôi. Mạc Nam nhìn Lưu Vi rồi nói, nếu như cô muốn cảm ơn tôi, chuyện hôm nay ở đây đừng nói ra bên ngoài. Lưu Vi giơ tay đồng ý, được, tôi nhất định sẽ bảo mọi người bảo mật. Cô ấy còn hỏi Mạc Nam, vậy, anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, buổi chiều ngày mai cũng được, tôi muốn cảm ơn anh. Mạc Nam quay người rời đi, không cần đâu, tôi không có thời gian, Lưu Vi thất vọng, muốn mời cho Mạc Nam bằng được, hai tay đưa danh thiếp cho Mạc Nam, "Tôi ngày mai thì sao, anh cũng cần phải ăn cơm chứ, tôi có thể đợi anh, tôi còn có lời muốn nói với anh." Mạc Nam cũng không biết nói gì, đành miễn cưỡng đồng ý, nhận lấy danh thiếp của Lưu Vi, "6 giờ chiều ngày mai tôi có thể dành ra một tiếng đồng hồ." Lưu Vi vui vẻ mừng thầm trong lòng, "Được, được, ngày mai gặp." Lúc này khi về đến nhà, sau khi giải quyết tên Bạch Cốt xong, Mạc Nam thấy Tô Lưu Sa đau đớn, "Có phải bị thương rất nặng không?" Tô Lưu Sa đau đớn đến toàn thân run lên, là vết thương cũ lại tái phát thôi. Thấy Tô Lưu Sa đang kìm chế sự đau đớn, Mạc Nam không chỉ thở dài, cậu ấy dường như đã nhìn thấy sự đau đớn trên người cô ấy, thấy cô ấy đáng thương, nên Mạc Nam bế Tô Lưu Sa lên. Nhưng cái hành động đột ngột bế công chúa này của Mạc Nam khiến cô ấy không quen, nhưng nhanh chóng trở lại thái độ giễu cợt của mình. Tiểu Sắc Lang, cậu không phải nhân cơ hội tớ ốm mà định ăn tớ luôn đó chứ. Sau đó Mạc Nam trực tiếp ném cô ấy lên ghế sofa cú ném đó khiến cô ấy đã bị thương lại càng đau đớn hơn. Cô ấy mặt đỏ ửng ngại ngùng, ây dô, không được đâu, nghĩ là Mạc Nam tính làm gì mình. Lúc này Mạc Nam lấy ra một cái bình rắc lên một ít thuốc. Mạc Nam lấy thuốc ra, khi cho Tô Lưu Sa uống. Càng làm cho Tô Lưu Sa hiểu lầm hơn đến cầm cũng sắp tuột mất luôn rồi. Không phải đó chứ, cậu có cần phải liều vậy không? Nhưng nhìn ánh mắt Mạc Nam như ác ma vậy khiến Tô Lưu Sa thổ huyết luôn. Được, 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 tớ uống là được chứ gì? Vậy thì bây giờ bắt đầu thôi. Mạc Nam lúc này đè Tô Lưu Sa xuống, một tay đè vai, một tay kia thì kéo tay cô ấy ngược ra sau. Tô Lưu Sa la lên, ê ê ê, cậu lại muốn làm gì? Mạc Nam dùng tay ấn giữ chỗ này, duy trì tư thế như này đừng cử động lung tung. Tô Lưu Sa nằm dài bất lực, cậu quá đáng lắm luôn á. Cậu còn muốn sờ tôi tới khi nào? Lúc này Mạc Nam nói cái cơ thể của cậu cần phải hai tiếng. Cái gì? Hai tiếng chắc tôi chết mất. Đừng động đậy, đừng cử động, tập trung đi. Hai tiếng sau chán Mạc Nam đổ đầy mồ hôi. Được rồi, băng bó xong rồi đó. Bây giờ cậu chỉ cần uống đan dược của tôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lên thôi. Tô Lưu Sa tức giận đến mức xỉ hơi tai, không đã chút nào. Cậu gì vậy? Xử lý hai vết thương tiêu tiêu thôi mà cũng lâu vậy. Mạc Nam đúng là trai thẳng, biết kiềm chế bản thân. Hỏi cánh tay của Tô Lưu Sa lúc ở trên lầu. Không phải tôi đã giúp cậu xử lý vết thương rồi sao? Ai mà biết Tô Lưu Sa lại luôn nói rằng, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của cậu nên chạy từ tầng 99 xuống đó. Sau đó vết thương lại nứt ra, lúc này ánh mắt mạc nam nhìn tô lưu sa hình như là một người khác bởi vì thật sự rất giống nó được chạm khắc từ tùng một khuôn mặt với sư bá của cậu ta hồi đó tô lưu sa cứ nhìn chằm chằm vào mình mạc nam hỏi thể chất của cậu có chút đặc biệt tớ truyền cho cậu ít võ thuật cậu muốn học không mạc nam nhắc đến việc dạy cho cô ấy ít võ thuật đúng là điều hiếm thấy nhưng tô lưu sa ngu ngốc hỏi mạc nam có lấy tiền không vậy thấy cậy ta hỏi câu hỏi như người không não vậy rốt cuộc học hay không mặt hồng hào như lòng đỏ chứng nói đương nhiên học rồi nhưng sao cậu tự nhiên lại muốn dạy mình chứ lẽ nào cậu muốn bao nuôi mình đoán được mạc nam đã thẳng thắn như vậy rồi tô lưu sa đỏ mặc lắc đầu như vậy không tốt lắm đâu tuổi cậu còn nhỏ vậy chắc còn chưa phát dục nữa đó nghe tô lưu sa nói toàn những lời vô bổ mạc nam nhẫn nại và đã xoa bóp xong quay đầu muốn rời đi sau đó tô lưu sa lấy chân quặp mạc nam lại ê ê ê dừng đi tớ học tớ học thấy tô lưu sa thật sự muốn học mạc nam lấy ra cuốn sổ vẽ mấy đường nói với tô lưu sa vậy tâm pháp của tớ chép ra cho cậu sau này ngày nào cậu cũng phải ngâm mình trong nước ấm có ngâm thảo dược hơn nữa lần sau khi cậu nói chuyện với tớ mà lấy hai chân giữ mình vậy thì cậu cút ngay ra ngoài cho tớ thật không ngờ mạc nam lại hung dữ với mình như vậy tô lưu sa nằm trên đất khóc om sòm cậu giữ vậy làm gì chứ mạc nam vứt lại cho cậu không biết lớn bé là gì rồi rời đi lúc này một chiếc xe rv chậm rãi lái tới bên ngoài trường học bên trong xe là nữ tổng tài và vũ đồng xảo săn họ đang nói chuyện với nhau cũng không biết điều gì khiến cho chị Vi Vi một nữ tổng tài xinh đẹp phải ngồi chờ. Chắc chắn là người không tầm thường rồi. Lưu Yên Vi nhắc đồng hồ lên xem. Hẹn người ta 6 giờ. Tí người ta đến các cô sẽ biết đó là ai. Lưu Yên Vi nhìn ra ngoài thấy mừng rỡ. Cậu ấy đến rồi. Các cô xem. Nhìn người đàn ông bên đường nhìn quen mắt thế. Mạc Nam. Không phải chứ. Chị Vi Vi. Chị đợi tên này hả? Lưu Yên Vi ngạc nhiên hỏi lẽ nào hai đứa quen nhau à? Không cần đợi Vũ Đồng nói xảo san với khuôn mặt không vui vẻ nói. Đâu chỉ quen chứ cậu ta tôi và cậu ấy ây ra thôi đi nhìn thấy tên đó em lại thấy phiền lâm vũ đồng ngại ngùng vẫy tay chào với chị vi vi chị vi hôm nay chị mời bọn em ăn cơm em xin nhận nhưng để dịp khác chị nhé vi vi với khuôn mặt không hiểu đừng đi ngồi xuống đi trương bồi thuân họ rốt cuộc làm sao vậy tự nhiên sao đi cả rồi lúc này trương bồi thuân có chút ngại ngùng nói với vi vi thực ra không có chuyện gì cả người chị đợi kia là một tên xã hội đen chị cứ chơi với cậu ta mấy lần đi rồi biết con người cậu ta không thật tâm để chơi với ai đó đâu. Lúc này Mạc Nam nhấc tay lên xem giờ, đã thống nhất 6 giờ đến cổng trường đón tôi rồi mà, đến bây giờ cái bóng cũng không thấy là sao. Thay vì ở đây lãng phí thời gian chi bằng tôi về nhà khò khò một giấc là ngon lành. Đây vừa hay bị sảo san bắt được tên lừa đảo Mạc Nam. Hai, chị Vi xem ra chị không cần chờ cậu ta nữa đâu. Người ta đi rồi kìa. Em nói mà, tên này chị bo xì bo nghỉ chơi đi. Thấy Mạc Nam rời đi Vi có chút sốt ruột. Nhìn đồng hồ nói đều là do mình không biết tiết kiệm thời gian. Nói là 6 giờ mà bây giờ là 6 giờ 2 phút rồi, không lãng phí thời gian với các em nữa. Bây giờ chị xuống xe đuổi theo cậu ấy đây, các em không đi sao. Mạc Nam vẫn chưa đi bao xa nghe đằng sau có người gọi mình, quay người lại chào hỏi. Quan niệm về thời gian của giám đốc Lưu có vẻ hơi ố gì nhỉ? Tiếp đó cô Lưu Vivi này ôm bụng cười ha ha ha, gọi tôi Lưu Tổng nghe có vẻ như trang trọng vậy. Sau này cậu gọi tôi Hi Vi hoặc chị Vivi là được rồi, khó lắm mới tan làm, muốn được hưởng thụ cái cảm giác tan làm hơn. Nhưng xin lỗi nay tôi tới muộn rồi xe của tôi ở phía trước chúng ta tranh thủ thời gian đi, nhưng trên xe còn có cả Vũ Đồng Trương Bồi Thuân. Vừa nghe Mạc Nam có chút ngạc nhiên, Lâm Vũ Đồng bọn họ cũng ở trên xe chị sao? Vậy có phải chị với Trương Bồi Thuân cũng rất thân không? Lưu Vi nói cũng có thể nói như vậy. Tuy không phải chị em ruột nhưng chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau rồi. À, chị nghe nói em với bọn họ lúc trước cãi nhau không má nào chịu thua má nào đúng không? Hôm nay chị sẽ là người ở giữa của các em. Lúc này Mạc Nam nhắm mắt suy nghĩ, bảo sao cái tên Hi Vi này sao mà quen đến vậy? bởi vì cậu ấy nhớ đến kiếp trước lâm vũ đồng và trương bồi thuân dù là bên nhau một khoảng thời gian nhưng sau này tên trương bồi thuân lại lấy một người tên lưu hi vi cậu ấy tuy không được nhìn thấy nhưng nghe nói hôn lễ này long trọng lắm lúc đó dì tân vì chuyện của vũ đồng đau lòng đến mức đổ bệnh hôm nay gặp rồi thì thử xem có thể giúp dì tân không nghĩ xong mạc nam mở mắt nói với chị vi vi em chỉ là không chơi được với họ thôi không giống như lời đồn vậy thôi nghe mạc nam nói vậy lưu hi vi yên tâm hơn Vậy em không để ý thì qua đó cùng ngồi với mọi người đi. Chỗ chị đã đặt xong cả rồi. Ở gần đây thôi. Ngại ngùng cười nói trước đó không có nói trước với em. Thật ngại quá. Bữa cơm này không tính. Đợi sau này chúng ta gặp riêng rồi bàn sau nha. Hy vọng em không để trong bụng. Trên bàn ăn ngồi đều là bạn bè người thân. Nhưng lại không có lấy nổi một người để nói chuyện. Cho dù là nhìn chằm chằm vào điện thoại, không làm gì nhưng cũng không chịu nói chuyện với người bên cạnh lấy một câu. Là một người chủ trì bữa ăn này Lưu Hi Vi đối diện với cục diện này nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, may mà có Lâm Vũ Đồng đột nhiên hỏi, "Ế, chị Vi Vi chị với Mạc Nam sao quen nhau vậy? Thật khiến người ta tò mò đó." Đây rõ ràng là câu hỏi cả khịa khó trả lời thấy mẹ luôn, tất cả mọi người đều vỉnh cái lỗ tai lên nghe, cho rằng Lưu Tổng sao lại quen được Mạc Nam tên xã hội đen đó chứ? Rõ ràng là không cùng một thế giới cơ mà, sao họ có thể quen nhau vậy chứ? Sau đó Lưu Hi Vi nói với mọi người là trước đây gặp bọn cướp, lúc đó tình hình không lạc quan lắm Mạc Nam ra tay cứu giúp thật không ngờ lưu tổng lại trải qua chuyện kinh thiên động địa như vậy khiến lâm vũ đồng ngạc nhiên hỏi chị vi vi chị có bị thương không ạ à? lưu hi vi cười ngại ngùng nói bản thân không sao hết chỉ có điều em hỏi xem mạc nam cậu ấy có sao không ý quả nhiên lâm vũ đồng không hề để ý quay ra nhìn mạc nam những tên cướp tầm thường sao đánh lại được cậu ta chứ cậu ta thì làm sao được chứ lợi hại vậy cơ mà đúng nhận sai cầm cãi nghe vũ đồng nói vậy có chút khác thường lưu hi vi nói bất kể như nào đi nữa thì cũng phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mới được Bữa cơm hôm nay để cho mọi người vui vẻ xích lại gần nhau, không hề ngoại lệ, cái thứ đáng ghét xảo xa nhắc nhở Lưu Tổng. Chị Vi Vi, chị đừng có dễ tin cậu ta vậy, tên này giả làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải lần đầu, thậm chí còn quay đầu ra nhìn mặc Nam kiểu khích đều, sao, tôi đâu có nói cậu, hay là cậu dén rồi, dén thì nói đi cưng. Lưu Hi Vi nhìn thấy cục diện như sắp cãi nhau đến nơi, thật không ngờ quan hệ của chúng đã phát triển đến như vậy rồi ư, nhân tiện phục vụ mang đồ ăn lên liền chuyển chủ đề. Nghe nói tỉnh Giang Nam gần đây có mọi vị chân nhân, danh tiếng lẫy lửng, người ấy có lợi hại như vậy sao? Ai biết xảo san đập bàn đứng lên, hào hứng nói người ấy lợi hại đến mức nào? Chị Vi Vi, chị không biết Mạc Chân Nhân có năng lực của quỷ thần như thế nào đâu. Có nờ AMG lực đến mức cả tỉnh Giang Nam đều phải nghe theo sự sắp xếp của ngài ấy. Không giấu gì chị em là fan cứng của ông ấy. Trường em cũng đồn ầm lên. Ai cũng muốn đi xem ngài Mạc Chân Nhân này. Nghe nói trước đây có đoàn gia đắc tội với ông ta. Cả gia tộc đều bị giết. Bị ông ta xóa bỏ dòng tộc đúng là sợ hãi nếu mình cũng được gặp mạc chân nhân ấy thì tốt biết mấy. Thấy Lâm Vũ Đồng sùng bái ông ta vậy, xào san vừa quàng vai cô ấy vừa cười hí hí hí, sao chứ, cậu muốn gả cho ông ấy hay bái ông ấy làm thầy chứ. Bị xào san gẹo Vũ Đồng ngại ngùng, cậu ăn nói xả lơ cái gì dị, mạc chân nhân tóc bạc hết rồi chắc cũng 100 tuổi rồi đó. Trương Bồi Thuân thông qua bạn biết được, mạc chân nhân tuổi tác không hề lớn, ngay lập tức xào san ngưỡng mộ chảy nước miếng, nếu tuổi tác không cao thì chúng ta có cơ hội đó. Thấy xảo san thật như vậy Lâm Vũ Đồng còn ngại, Tử chiết nhắc khéo anh còn ngồi đối diện em đó, không sợ anh ghen à. Thấy tử chiết vùi đầu vào bát cơm ăn lấy ăn để, sò san hy vọng rằng gia đình họ cũng sẽ có thể chỉ huy một nửa khu thanh thành. Cô ấy cũng sẽ không đến mức động nhiều tâm tư như vậy đâu. Lúc này Mạc Nam đứng lên lau miệng biểu hiện đã đến giờ. Cảm ơn Lưu Hi Vi đã tiếp đãi, bởi vì có việc nên phải đi trước đây. Lưu Tổng có chút không nỡ nên bảo đợi xíu nữa được không? Muốn lái xe đưa Mạc Nam về, nhưng Mạc Nam từ chối. Mạc Nam nói nhà cũng ở gần đây đi vài bước là tới mà không cần phiền vậy đâu thấy mạc nam nói vậy xỏ san cho rằng cậu ấy chém gió che miệng nói nhỏ với vũ đồng là mạc nam có nhà riêng của mình á hay chúng ta đi xem có phải thật vậy không đi nhưng câu nói sau đó của lưu hi vi khiến mọi người ngỡ ngàng nếu các em muốn xem để chị tặng cho cậu ấy một căn xong mọi người đi xem cậu ấy dù sao cũng đã cứu tôi một mạng nên chị muốn tìm một căn nhà ở gần trường tặng cho cậu ấy mạc nam không hề có những dây dưa với lưu hi vi nên đã giơ tay ra từ chối cảm ơn ý tốt của chị nhưng em đã có nhà riêng rồi tạm biệt Thật không ngờ Mạc Nam lại lạnh nhạt như vậy, Lâm Vũ Đồng lại tức điên, "Mạc Nam cậu đứng lại đó, không được đi." Nói xong kéo tay Mạc Nam đi ra ngoài, "Mạc Nam cậu sao thế có phải não cậu có vấn đề không? Chi vi vi tặng cậu nhà cậu không màng mà lạnh nhạt từ chối là sao? Người ta là tổng tài có tiền, không cùng loại hạ đẳng xã hội đen như cậu đâu." Mạc Nam nhìn Lâm Vũ Đồng với dáng vẻ tức giận thật khó coi, "Tôi đã có nhà rồi cần lắm nhà vậy làm gì chứ? Hơn nữa tôi không muốn dây dưa với chị ấy, cậu đừng ở đó mà lo chuyện bao đồng nữa." Lâm Vũ Đồng tức hừng hực chỉ cái tên không biết tốt xấu kia, nhào đến mức cơm không có mà ăn còn bày đặt ra vẻ cái gì không biết, không thèm tranh cãi với cậu ta nữa Mạc Nam quay người rời đi, chuyện này đến đây thôi không cần nói nhiều nữa đâu, bởi vì cậu ấy không muốn nợ Lưu Hi Vi bất cứ ân tình gì nữa, vì câu nói này Lâm Vũ Đồng lại hiểu lầm Mạc Nam, có phải cậu ấy muốn theo đuổi chị Vi Vi không, thật không ngờ khẩu vị cậu sang thật đấy, nhìn Mạc Nam rời đi Vũ Đồng tức giận nói cậu đi mẹ luôn đi, người ta là tổng tài sao có thể nhìn chúng tên xã hội đen như cậu chứ? Mạc Nam thấy cái hiểu lầm ngớ ngẩn này, không thèm quay đầu lại giải thích nữa. Tôi với Lưu Hy Vi không có bất kỳ tình cảm gì, cả cậu không cần đoán giả đoán non nữa. Hơn nữa tương lai chị ấy sẽ liên hôn với nhà trương bồi thuần nó. Tớ khuyên cậu vậy không đến lúc đó lại không có cả chỗ mà khóc ý chứ. Cùng với Vũ Đồng một người đi trước một người đi sau cùng quay về nhà hàng. Sảo San thấy Vũ Đồng khóc, lập tức đứng ra chửi vào mặt Mạc Nam. Mạc Nam cậu được lắm, tớ không biết cậu có còn là đàn ông không đó. Bắt nạt Vũ Đồng cậu còn oai cái gì nữa chứ hai con người đố kỵ cứ nhất thiết hôm nay muốn xem nhà của Mạc Nam, nhất định phải vạch trần tên Mạc Nam chém gió này, sau đó cải một đám người đứng ngoài biệt thự, sò san hét lên oao wow, cái lùm mía ơi, cậu nói không phải đây chứ, quả nhiên là Lưu Hy Vi học nhiều hiểu rộng cười ha ha ha, đừng đùa nữa, cái biệt thự này có tiền cũng chưa chắc mua được đâu, sau đó Mạc Nam giơ tay ra nói với mọi người chính là đây, mọi người vào đi, Mạc Nam cũng đã đính chính mọi người ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm, không phải chứ lẽ nào cậu ta sống ở đây thật sao lúc này sảo san hỏi nhỏ lưu hi vi chị vi vi chị biết nhiều cái biệt thự này khoảng bao tiền ạ à? đến lưu tổng cũng chỉ giơ ra một ngón tay nói với sảo san khoảng con số như này cái gì một nghìn vạn á đất vậy á lưu Hi vi nói sau đó càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn một nghìn vạn đừng nghĩ đến biệt thự này phải đến mười nghìn vạn hơn nữa mười nghìn vạn cũng chưa chắc đã mua được đâu bởi vì lâm vũ đồng đang nghĩ tên mặc nam nghèo rách đó còn đang cố gồng gánh thậm chí sợ mất mặt nói với mọi người là mình có một căn biệt thự lúc đó công tử ca cũng thấy nghi ngờ không tin căn biệt thự trước mặt là của mạc nam quả nhiên vẫn là xảo san mồm miệng cay độc tí nữa cậu ta sẽ nói mất khóa rồi cho xem bảo mọi người lần sau đến nhà làm khách một giây sau mạc nam tìm khóa trong túi áo thấy dáng vẻ đang đăm chiêu tìm khóa lâm vũ đồng cũng nghĩ lời nói dối của tên này cũng sắp bị vạch trần rồi nhìn xem tí nữa cậu ta giải thích sao lúc đó còn khổ sở khuyên cậu ta đừng chém gió nữa tí nữa xem vì ai mà tớ phải làm vậy quả nhiên đúng như xảo san nói Mạc Nam mặt bình tĩnh quay lại nói với mọi người, tôi quên không mang khóa rồi, nhưng cũng đừng vội, sò san lập tức cười như được mùa, xem tớ nói đúng chưa, bị tớ nói đúng rồi kìa ha ha ha, thấy kết quả mọi người đều im lặng bất thường, được rồi, mọi người đều biết cậu đang giả vờ, cậu thành thật đi, đừng nên giả vờ tìm khóa nữa, nhưng trò mèo này của cậu diễn dở quá, cậu đều khiến mọi người cười chết đi thôi, sau đó Mạc Nam nhập mật khẩu, nhập tít 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 cửa biệt thự mở ra, mời mọi người vào trong, không phải muốn tham quan à. Ngay ra đó làm gì mau vào đi tất cả mọi người bị mạc nam làm cho ngạc nhiên đến sững sờ sờ luôn á đây đúng là biệt thự của cậu ấy đột nhiên có giọng của nữ giới trong nhà mạc nam cậu về rồi ư tô lưu sa yểu điệu đi xuống nhà nhìn mọi người ây do còn đưa nhiều bạn về vậy à mạc nam cậu cũng thật là sao không kêu mọi người vào nhà ngồi chứ cũng không nói trước để tớ chuẩn bị gì đó thấy mạc nam có biệt thự thậm chí còn có cả nữ nhi ở trong nhà không nhẫn nhịn được nữa vũ đồng mặt hàm hàm quay lưng rời đi lâm vũ đồng quay đầu đi mọi người ai cũng ngại ngùng lúc này thái độ hào hứng của mọi người đều biến mất tô lưu sa không biết tại sao mọi người lại lập tức đi ngay vậy còn chưa kịp giơ tay chào hỏi nữa mạc nam trách cô ấy còn hỏi à cậu nên biết chứ tô lưu sa cảm thấy mình khá tốt cúi gằm mặt và tự hỏi mình lẽ nào mọi người bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của mình dọa sợ sao không đến nỗi lố vậy chứ tên mặt trơ chán bóng này lần đầu tôi gặp đó vừa đuổi đi đám người đáng ghét kia đi thì lại đến một tên không biết xấu hổ lưu đông Lưu Đông chắp tay kính cẩn cúi người gọi Mạc tiên sinh, để biểu thị hôm nay đến đây để cảm ơn, nhưng Mạc Nam không hề muốn cho hắn ta vào, nhưng tên Lưu Đông đó đã giữ cửa xin Mạc Nam cho vào. Tôi không chỉ là đến cảm ơn đâu, mà còn có chuyện muốn nói với Mạc tiên sinh, vỗ ngực nói Mạc Nam nhất định rất thích, xin cậu ấy vào nhà nói chuyện đàng hoàng, không mất thời gian đâu, chỉ 10 phút mà thôi. Mạc Nam chê ông ta nên chỉ cho ông ta đến bên hồ nói chuyện, trong nhà không tiện. Lúc này Lưu Đông bắt đầu đi vào vấn đề, Mạc tiên sinh, ngài cũng biết đấy, cậu đang lãng phí thời gian làm giàu của mình đó." Quay sang nhắc Lưu Đông, "Thời gian chỉ có 10 phút ông nói nhanh đi." Lưu Đông mặt đầy tham vọng, "Mạc Chân Nhân, với cái thân phận này của cậu ở tỉnh Giang Nam thì sẽ thuộc top đầu. Từ trước đến nay chưa có một ai như cậu có thể thống lĩnh toàn bộ tỉnh Giang Nam, thậm chí Tiêu Thiên Tuyệt của 20 năm trước mà cũng chỉ có ân với mọi người thôi. Cậu không dễ dàng gì thống lĩnh được nên phải lộ diện đi, phải thu tiền của họ, không thì cậu cầm chùm để làm gì chứ?" Thấy tên Lưu Đông thao thao bất tuyệt, Mạc Nam cảm thấy nhạt nhẽo không chuyện gì làm. Không ngờ, Lưu Đông lại còn lố hơn. Mạc tiên sinh chúng ta thật có duyên. Hay thế này đi, tôi sẽ hết mình giúp đỡ anh em cậu cũng vậy. Tất cả những việc ở Giang Nam cứ để tôi lo. Nhưng ông chủ thật sự là cậu. Tôi là người quản lý của cậu, cậu xem thế nào. Còn về Mạc tiên sinh chỉ cần ở nhà nhận tiền thôi. Nhiều thì tôi không dám bảo đảm nhưng ít nhất thì mỗi tháng tôi đảm bảo là sẽ thu về 1.000 vạn. Có phải thấy khoái khoái không? Nghe đến đây Mạc Nam sớm đã muốn về phủ. Tên Lưu Đông nói thao thao bất tuyệt chúng ta chia tôi 9 cậu một cậu thấy sao? Tôi sẽ giúp cậu lo lắng mọi thứ. Cậu chỉ việc làm tên trùng thôi, cậu thấy sao? Cậu không phải chê ít đó chứ. Như vậy đã khá hợp lý rồi. Dẫu sao thì công lao của tôi là to nhất, cậu chỉ là người đưa danh tiếng thôi à? Thấy Mạc Nam không thèm để ý mà rời đi, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hay như vậy đi tôi chia 0.2 cho cậu. Cậu chiếm 1.2, thấy sao? Chắp tay cười ha ha. Ai ra lại bị cậu chê rẻ rồi. Nhưng không sao, con người tôi khá hòa hợp mạc nam đến ngoảnh đầu lại chửi cũng lười ông thông minh một tí đi vì lợi ích mà người ta điên rồ chuyện gì cũng dám làm ra tên lưu đông trước mắt là một ví dụ vì ông ta muốn hợp tác với mạc nam còn muốn làm thân để đạt được mục đích món quà của hắn là em gái lưu hi vi thật không ngờ tên lưu đông này lại không chừa thủ đoạn như vậy thậm chí là ông ta cổ động mạc nam đêm nay có thể hẹn ra ngoài lưu hi vi không biết uống rượu có một chút là hạ được cô ấy say nói xong hắn không xấu hổ mà cười ha 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 chuyện sau đó không cần tôi dạy cậu nữa chứ tương lai của em gái tôi chỉ có điều một cú tát thẳng vào mặt ông ta lúc này bị đánh đến mức chóng mặt cậu đánh tôi làm gì chứ mạng nam giơ tay lên nói cái tát này là ông tự chuốc lấy cái tát tiếp đó là chả dùng tô lưu xa một cái đánh nữa khiến ông ta bay xuống hồ cái tát này do ông vô tình vì lợi ích đến em gái cũng bán đi nữa đợi tên đó ngóc lên khỏi mặt nước mạng nam dùng chân dẫm lên đầu ông ta nếu ông còn ở trước mặt tôi nói những thứ vớ vẩn này đừng nói là ông cả cái lưu ra đều phải chết cùng ông đó nghe rõ chưa Lưu Đông không thể thở nên đã chắp tay biểu thị đã hiểu. Mạc Nam nhấc chân lên, xem như tha cho hắn ta một con đường sống. Hắn chạy gần chết mới đến được cái hốc cây thở hồn hển. Lần này xem ra Lưu Đông đã thổ huyết rồi. Hắn ta bực tức nói mày đợi đấy cái gì mà mặc chân nhân chứ. Nói xong còn làm nhảm vài câu rồi rời đi. Bên này Mạc Nam đang ngắm nhìn gốc cây, gốc này do cậy mua về hồi sinh nó lại. Nó đâu dễ chăm sóc như những cây khác mà tưới nước hàng ngày đâu. Nhưng lúc trên tiên giới thì cũng đều là dùng linh lực cả. Thật không ngờ dưới trần gian, Mạc Nam lại chính là người làm điều này. Quả nhiên Mạc Nam làm cái rào bảo vệ cho gốc cây đó, xung quanh đều phát ra ánh sáng vàng. Cây này lại sỏ rễ tiếp tục phát triển. Nghe thấy giọng Tô Lưu Sa, Mạc Nam vẫn tiếp tục làm. Mạc Nam cậu làm gì vậy? Đối diện với Tô Lưu Sa đang làm phiền mình Mạc Nam liền lên tiếng. Cậu đừng có qua đây, ở đây rất nguy hiểm. Tôi thấy anh dạo gần đây rất chăm chút cho cái cây này, ngoại trừ lá của nó biết khiêu vũ ra. Thì còn có cái đặc biệt khác sao? Mạc Nam nói, ha ha nhìn cho kỹ đây. Dưỡng linh thụ, khai cảnh tàn lá phù một phát từ một gốc cây nhỏ bé liền phát triển thành một cái cây khổng khổ cành lá xung xuê điều này khiến tô lưu sa há hốc mồm kinh ngạc á đù có phải tôi đang hoa mắt phải không trời mạc nam lúc này gọi điện thoại cho yên lão 6 giờ tối nay ông có rảnh không gọi cả mấy người khác cùng tới biệt thự một chuyện đi có chút chuyện đang cần thương lượng với mọi người đây đúng rồi mỗi ngày lúc đến nhớ mang theo một bộ quần áo bên kia trả lời được chúng tôi sẽ đến đúng giờ nghe thấy yên ra tô lưu sa hoảng hốt nói không phải chứ anh muốn người ta đến đây ở sao, lại còn là yên gia. Tuy lúc nào cũng câu dẫn anh là do tôi không đúng, nhưng anh cũng không cần làm tới mức này chứ. Lần trước tôi đã thích sát yên lão thái thái. Mạc Nam nhìn tô lưu xa rồi bình tĩnh nói. Cô lần trước giả danh làm thư ký dịch liễu dung, ai có thể nhận ra cô chứ? Tô lưu xa tự tin khoe dáng nói, vậy cũng chưa chắc. Cả thành phố Giang Đô này, có mấy ai có đôi chân dài bằng tôi. Mạc Nam phớt lờ, quay người rời đi, đủ rồi, đủ rồi, si tốt, cô mau đi ngâm thảo dược đi. Lúc này Mạc Nam đang cầm một sấp giấy trên tay suy nghĩ, cô ta từ nhỏ đã được giáo luyện thiên tính sát thủ, tu luyện quyển đại đồ thần quyết này có lẽ sẽ phù hợp, chỉ có điều tâm pháp này luyện bước cuối cùng sẽ phải trải qua đại thiên khiếp, không biết cô ta có thể vượt qua được không? Có thể là mình đã nghĩ nhiều rồi, Tô Lưu Sa sao có thể luyện tới trình độ đó được? Lúc này sau khi ngâm thảo dược xong, Tô Lưu Sa thoải mái quấn khăn tắm bước ra, Mạc Nam nhìn Tô Lưu Sa rồi nói, bộ tâm pháp này, tôi chỉ truyền lại cho một mình cô, hy vọng cô sẽ trân trọng nó. Bước đầu tiên, tôi sẽ mở linh chi cho cô. sau một hồi giải thích thì tô lưu xa mặt mày ngơ ngác không hiểu gì. mạc nam cũng đành cạn lời rời đi, nói tô lưu xa tự mình từ từ luyện đi. tôi đi học trước đây. khi đến trường, mạc nam ngạc nhiên, sao hôm nay nhiều người đeo tai nghe quá vậy trời. mạc nam đi ngang qua vòng bảo vệ thì có tiếng nhạc phát ra, nghe hay phết đấy. những bạn học khác thì đang trầm trồ khen ngợi. Wow, bài nhược thủy tam thiên nhanh như vậy đã có mặt trong bảng xếp hạng rồi, nghe hay quá đi mất. mạc nam lúc này thầm nghĩ xem ra Yên Thanh Ti chỉ qua một đêm đã nổi tiếng rồi. Lúc này lớp trưởng Tô Tô cũng gắn tay nghe cho Mạc Nam. Mạc Nam, cậu đã nghe nhược thủy tâm thiên chưa, nghe hay lắm, đang là bài hot đó. Mạc Nam trả lời, lúc trước đã từng nghe qua hai lần rồi. Tô Tô mỉm cười, không ngờ Yên Thanh Ti có thể hát hay tới như vậy. Chuyển cảnh, lúc này ở căn tin trường học. Mạc Nam đã lâu lắm rồi mới thấy tử quỳ nở nụ cười vui vẻ như vậy. Tử Quy có chút ngại ngùng. Mạc Nam nói tiếp, trong cái thẻ mà anh đưa cho em, đã đủ cho em chi tiêu rồi. Nếu như em muốn tới quán ba làm thêm cũng được, vậy cứ giữ lại cái thẻ đó để phòng lúc có chuyện cần dùng. À còn nữa, trong nhà, có quá nhiều hồi ức của ông nội em hay là đổi chỗ khác ở đi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, người còn sống thì phải cố gắng sống thật tốt. Em xa sút như này thì bất kỳ người nào cũng không hy vọng thấy em như vậy đâu. Ông nội em lại càng không hy vọng em như vậy. Em không ăn cơm, không sợ sẽ làm ông nội lo lắng sao. Tử quy lúc này chỉ biết im lặng không biết nói gì. Lúc này Mạc Nam nói tiếp. Nếu như tạm thời không có nơi nào để ở thì em có thể chuyển tới ở cùng anh, chỗ anh không thiếu phòng. Lúc này tử quỳ ngạc nhiên, hả, ở cùng anh sao? Tô Tô thì nói Mạc Nam, cậu nghĩ đơn giản quá vậy, ở cùng cậu. Mạc Nam nói, tùy em thôi, anh đã nhận lời với ông nội em là sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Anh đương nhiên luôn coi em như em gái của mình. Tô Tô nói, em gái, vậy tử quỳ sau này không phải sẽ gọi cậu là Mạc Nam ca ca rồi sao? Mạc Nam nhìn tử quỳ rồi nói, nào, gọi một tiếng nghe thử xem. Tử Quỳ ngại ngùng gọi Mạc Nam ca ca, Mạc Nam mỉm cười, "Lưu lão, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Tử Quỳ thật tốt." Chuyển cảnh, lúc này trời cũng đã tối, đá người yên gia cũng đã đến trước của nhà Mạc Nam, "Mạc chân nhân, chúng tôi đến rồi đây." Mạc Nam ra mời mọi người vào, "Xin đừng khách khi, mau vào trong đi." Yên gia, vốn dĩ lần này tìm con trai ông thì sẽ phù hợp hơn, nhưng tôi thấy ông tuổi cũng đã cao, nên muốn để ông đích thân quan đây thử đồ tốt của tôi. Yên lão vội vàng lên tiếng, mạc chân nhân gọi lão già cổ hủ này qua đây chắc chắn là không phải là chuyển nhỏ rồi đúng chứ mạc nam lúc này liền đáp yên ra cả đời chinh chiến chắc chắn bị thương không ít hùng ra mấy năm nay cũng không ít thương tích ở chỗ tôi có một loại lá dưỡng linh chỉ cần dùng một là thì đã thấy hiệu quả rõ rệt rồi mọi người dùng thử đi nói rồi mạc nam lấy ra năm chiếc lá đưa cho mọi người nói đây là một loại lá nuôi bằng linh lực ăn xong đều sẽ có hiệu quả mọi người đều có thể thử thấy cảnh này ai cũng tỏ vẻ hoài nghi ăn lá cây có thể có hiệu quả sao nó lại không phải thuốc mạc nam thấy mọi người không dám ăn vì đã biết nên cậu ấy nói nếu không ăn sao biết có hiệu quả hay không tên béo lúc này mặt toát đầy mồ hôi không dám nhúc nhích lẽ nào như vậy thật sao ăn vào là được à vãi không phải chứ cứ vậy mà nuốt vào rồi ư quả nhiên hiệu quả lập tức đến liền lúc này đạo lão mắt tròn xoe có biểu cảm rất lạ trời ơi đây rốt cuộc là lá cây gì vậy chứ thấy ông ta không quen mạc nam không hề để ý mặt vui cười tỏ vẻ thành công đây có là gì hiệu quả còn chưa phát huy hết nữa. Một chiếc lá của tôi được so sánh với đoàn thể đan đó, nhớ đến ở trên thiên giới, người bị vỡ tử đan đều dùng nó để hồi phục lại. Hiệu quả này chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu, vẫn là lão đạo học cao hiểu rộng. Cậu đây là tẩy tủy phạt cốt à? Mạc Nam đồng ý với cách nói của lão đạo, như đối với người bình thường cái lá thuốc này hiệu quả mạnh quá. Mọi người đều cảm thấy toàn thân nóng bừng, rồi mọi người đều muốn đi tắm táp một chút. Một tiếng sau yên lão và mọi người từ nhà tắm đi ra, khuôn mặt ai nấy đều cảm thấy sảng khoái mà chân nhân đây rốt cuộc là tiên diệp gì vậy sau khi ăn xong toàn thân tôi tẩy ra rất nhiều chất bản có cảm giác trẻ ra thêm vài tuổi bây giờ tôi thấy rất nhẹ nhàng đến nỗi những căn bệnh cũ của tôi đã được loại bỏ thậm chí đến bệnh lão hóa mắt ở người già cũng khỏi rồi thật là ảo diệu quá đi cận hùng cũng nắm vào cơ bắp có cảm giác quay về thời đi quân ngũ vậy buồn cười hơn là tiếu điện hổ đang cười nói ra đầu nó bị ngứa nãy soi gương thấy tóc cũng bắt đầu mọc lại thành màu đen cận hùng thấy ông ấy nói vậy cười ông ta chắc mấy năm nay tốn nhiều tiền với mái tóc này lắm nhỉ lần này hời cho ông quá rồi còn gì đúng đó bây giờ đã nhìn thấy một vài sợi tóc màu đen rồi chúc mừng nha tiếu điện hổ mạc chân nhân tiên diệp này của cậu không ngờ còn có năng lực phục hồi quá kỳ diệu rồi đúng đó tiên diệp này tôi muốn hỏi còn bao nhiêu chúng tôi sẽ đưa ra cái giá cao nhất để mua lúc này mạc nam nói nó không chỉ đơn giản là tăng cường thể chất quan trọng nhất chính là bồi bổ tiên thiên bị thiếu hụt tăng cường bách linh chi năng ăn một lá cơ thể ở mọi phương diện đều được bù đủ điện hổ lúc này gãi đầu hỏi mạc chân nhân lượng thứ cho tôi mạo muội hiệu quả của tiên diệp này có thể kéo dài bao lâu mạc nam lúc này ngồi trên ghế nói ông yên tâm đi tóc của ông sẽ không biến mất đâu tiên diệp này có năng lực hồi phục thời kỳ đỉnh cao trước đây của mọi người ví dụ như thị lực tuy đã hồi phục rồi nhưng nếu dùng quá độ không kiêng hem thì rất có khả năng sẽ mắc bệnh cận thị lúc này có một người hỏi mạc chân nhân loại tiên diệp này hiện cậu có bao nhiêu mạc nam trả lời tiên diệp này đương nhiên là tôi vẫn còn số lượng khá dư giả mỗi ngày còn có thể hái xuống một lá mỗi ngày một lá Vậy 36 vạn có 5.000 tiên diệp hả trời. Thấy thời cơ làm ăn đến mắt mọi người sáng còn hơn tốc độ ánh sáng luôn. Nếu cái đống lá này đều mang đi buôn bán, thì sẽ là thứ khiến người ta bất ngờ đến bật ngỡ luôn. Mọi người bắt đầu bàn tán về hiệu quả sao lại mạnh như vậy chứ. 1.000 lá bán 5 vạn một lá, e là cũng không đủ cầu. Tên lão đại không đồng ý. 5 vạn đòi mua tiên diệp, mơ đi, không có 20 vạn thì đừng nghĩ đến. Đây là giá rẻ như bèo rồi, trước mắt phải hết giá lên. Bán cho bọn giàu 50 vạn một lá tiên diệp thậm chí 100 vạn cũng có người mua ấy. Yên lão tưởng tượng những đồng tiền đang bay trước mặt, đổi lại là tôi tốn mấy trăm vạn tôi cũng đồng ý, chứ đừng nói đến mấy tên giàu có không biết tiêu tiền vào đâu, nếu cho bọn họ cơ thể khỏe mạnh, đừng nói 100 vạn, mà 1.000 vạn cũng đầy người tranh nhau mua ấy chứ. Đối với những nhà phú hào chỉ có tiền, nếu như giúp họ hồi phục thời kỳ đỉnh cao thì cho dù là 100 vạn hay 10 triệu thì họ vẫn sẽ đồng ý mua. Nếu tính vậy, một lá bán 100 vạn, một năm khiếm địa chỉ 360 tỷ mà đây mới chỉ là kế hoạch tạm thời thôi đó. Ông trời ơi, con số này khủng bố quá, chống tay ngồi xem bọn họ tính đếm tương lai. Mạc Nam cảm thấy rất vui, trước mắt đã khiến cho mấy nhân vật tầm cửa này phải kinh ngạc rồi. Nếu tiên diệp của tôi mà đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ chấn động tỉnh Giang Nam, sau đó là toàn quốc và cuối cùng là toàn thế giới. Mạc Nam đứng lên nói với mọi người rằng, đây là vụ làm ăn không nhỏ. Tôi đưa mỗi ông 100 lá về tuyên truyền, nhưng phải lưu ý cái lá này phải dùng liên tục trong 3 ngày, không thì linh hiệu sẽ giảm đó vãi mọi người không tin vào mắt mình. Ông chủ hào phóng, cho mỗi người 100 lá. Mạc Nam muốn lan xê thêm tên tuổi của mình ở Giang Nam. Kế hoạch sau này cậu ấy tự có sắp xếp. Tiễn đám người yên lão về, Mạc Nam mở lòng bàn tay xem. Nhìn hai đồng xu chưa luyện hóa, hiện tại đồng xu sắp bão phát rồi. Xem ra phải tìm nguyên liệu để luyện thành pháp khí mới thôi. Mình bây giờ vẫn ở cảnh giới tư pháo. Vốn dĩ đã đến rất gần mức đột phá rồi, nhưng bởi vì phôi thai giao long đó, khiến tu vi của mình bị thụt lùi tu vi của mình bây giờ không chỉ cần thỏa mãn bản thân, còn cần phải cung cấp cho phôi thai của con giao lòng này. Cứ như vậy thật sự không biết là phúc hay họa nữa. Ngày hôm sau, khi vừa tới công trường, Lâm Vũ Đồng đã gọi Mạc Nam. Mạc Nam quay lại hỏi có chuyện gì vậy, thì bộ Lâm Vũ Đồng kéo tay lôi đi, tôi có chuyện cần nói với cậu. Lâm Vũ Đồng lại ép Mạc Nam vào hốc cây. Đúng là điên rồ quá nha, tính cưỡng hiếp trai nhà lành hàm á. Mạc Nam đợi Lâm Vũ Đồng nói hết đầu đuôi câu chuyện. Mạc Nam nói, cậu bảo tớ chuyển về ư bây giờ chỗ tớ ở gần trường lắm không cần chuyển nữa đâu lâm vũ đồng như bị điếc tạm thời nên méo muốn nghe rồi hét vào mặt mạc nam cậu ở nhà người ta tối ngày phải nhìn mặt họ mà sống cậu sống vui không chứ biết ngay lâm vũ đồng lại hiểu lầm mà mạc nam không nể nang gì hết rồi hất tay cậu ta ra mạc nam tôi làm người ở cho ai chứ từ lúc nào mà phải đi sống ăn nhờ ở đâu vậy mạc nam trả lời vậy lâm vũ đồng tức lòi lờ lẽ nào không phải ư tôi và trương thiếu xảo san đã bàn bạc rồi bây giờ cậu nói thật cho tớ biết đi căn biệt thự đó có phải cậu mua không lúc này mạc nam thầm nghĩ chuyện này liên quan đến yên gia mình không thể nói quá nhiều được nhưng cũng không thể nói mình mua được tôi đã cứu giúp người ta nên người ta tặng tôi căn nhà làm quà cảm ơn chưa giải thích xong lâm vũ đồng lại càng tức giận cứu người thật không ngờ cậu lại muốn lừa tớ làm gì có ai mà tặng cho cậu căn nhà cả nghìn tỷ vậy đâu chứ cậu làm tớ thất vọng quá đó mạc nam biết cái tính thích đi hiểu lầm người khác của lâm vũ đồng nên không muốn tranh cãi thêm với cậu ta nữa muốn rời đi lâm vũ đồng ở đằng sau gào lên cậu nói căn biệt thự đó là của cậu vậy trên giấy tờ nhà đất ghi tên cậu không cậu nghĩ cậu ở biệt thự thì ghê lắm đấy còn trẻ mà không biết yêu thương bản thân cậu sau này còn gặp người như thế nào nữa phú bà đó chỉ muốn đùa chơi cậu vậy thôi cậu nghĩ như vậy là cậu là dân xã hội rồi ư tỉnh lại đi cha đừng nằm mơ nữa quả nhiên lâm vũ đồng hiểu lầm tô lưu xa luôn rồi không muốn nói nhiều mạc nam quay lại cảnh cáo lâm vũ đồng chuyện của tôi sau này cậu đừng có xem vào thấy mạc nam như vậy lâm vũ đồng kéo tay cậu ta lại mạc nam tớ là vì lo cho cậu cậu biết bây giờ cậu đang tự trà đạp bản thân không hả tớ hiểu cậu muốn chứng tỏ mình với tử chức và trương thiếu nhưng cậu không nghĩ nhà họ ra thế như nào sao cậu không đọ được thì thôi đi vốn dĩ là người hai thế giới khác nhau cậu bây giờ lại sống dựa vào người khác sống như vậy không cảm thấy mệt sao thật không ngờ lâm vũ đồng lại hiểu lầm mình muốn chứng tỏ với bọn họ mạc nam hất tay lâm vũ đồng ra nói lớn tiếng nói mạnh tử chức và trương bồi thuân vốn dĩ không đáng để so sánh với tôi đâu lũ nhóc con đừng có lượn lờ trước mặt tôi còn nữa chẳng qua tôi nể gì tân thôi nhưng nếu ở trường bọn họ dám tung tin đồn vớ vẩn tôi sẽ cho bọn họ bốc hơi luôn thấy mạc nam rời đi lâm vũ đồng gào lên cậu làm xã hội đen quen rồi đúng không hả nói những lời đe dọa đó thì có ích gì chứ cậu có thể trưởng thành lên được không mạc nam liền đứng lại quay lại bảo cậu ta cậu nói một đống như vậy cuối cùng cũng có câu đúng rồi đó chúng ta không cùng một thế giới Chúng ta suy cho cùng cũng là người của hai thế giới khác nhau, chào nhé. Chuyển cảnh, lúc này đã tan học, mọi người đang vui mừng hò reo vì hoa khôi tới rồi. Thanh Ti đang ở đây. Lúc này cô giáo An hỏi Thanh Ti, em tới tìm đây tìm ai thế? Bài hát Nhược Thủy Tam Thiên của em khá hay, cô cũng có nghe rồi. Thanh Ti cúi đầu trả lời, cảm ơn cô. Em tới tìm Mạc Nam. Hừ, xem ra Mạc Nam dạo gần đây rất được ưu ái nha. Đến hoa khôi cũng tới tìm rồi, vậy hai người từ từ nói chuyện đi. Lúc này Mạc Nam cũng mỉm cười rồi đáp, Đại Minh Tinh tới tìm rồi. Đây thật sự là niềm vinh hạnh cho tôi." Yên Thanh Ti khoanh tay nhau mắt nhìn Mạc Nam, "Cậu không tìm tôi thì tôi phải tới tìm cậu thôi chứ sao. Lần này tìm cậu là có chuyện quan trọng, chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi." Trên sân thượng, Yên Thanh Ti nói, "Bài hát cậu viết rất hay, công ty muốn mua bài hát của cậu với giá 50tr. Bài hát sau này có lẽ sẽ còn hot hơn nữa, 50 triệu để mua đứt bài hát, e là khá thấp, cậu cảm thấy thế nào?" Lúc này Mạc Nam trả lời, "Tùy cậu, tôi bây giờ chỉ có một yêu cầu." bài hát do tôi viết nhất định phải là do cậu hát yên thanh ti khẽ mỉm cười biết rồi chỉ cần bài hát do cậu viết tôi sẽ đích thân hát lúc này mạc nam đột nhiên phát hiện chiếc chuông nhỏ kêu rồi đây là ma âm của nhược thủy tam thiên cảm ứng được mảnh ghép của lục đạo luân hồi bàn rồi xem ra lợi dụng thiên nhãn huyền không và hô ứng của ma âm cách này thành công rồi mạc nam nắm tay thanh ti rồi cười ha 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 thanh ti cậu thật sự là ngôi sao may mắn của tôi yên thanh ti thì vẽ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trông cậu kích động chưa kìa mạc nam vui vẻ nói ha ha bởi vì đây là chuyện rất đáng chúc mừng xong rồi nói lời chào tạm biệt với thanh ti vậy tôi đi trước nhé bái bài thanh ti lúc này khoanh tay giận dỗi hừ cứ nói tới chuyện chính sự là cậu muốn đi muốn đi thì cậu đi đi tôi một mình ở lại đây trong lòng thầm nghĩ tên mạc nam thôi này đã nhiều ngày không gặp nhau như vậy rồi chẳng lẽ không có lời gì muốn nói với mình sao còn mình thì lại có rất nhiều điều muốn nói với cậu ta cậu ấy à nhớ phải chăm chỉ đọc sách thi vào một trường âm nhạc sau đó hãy phát huy tài năng của mình trên phương diện sáng tác. Tôi bây giờ cũng đã ký hợp động với công ty chủ quản rồi, vì vậy, cậu phải nỗ lực lên biết chưa? Bố của tôi, ông nội, rồi cả bà nội đều rất là thích cậu đó. Nói tóm lại, Ây dô, cậu ngàn vạn lần đừng có lười biếng, cậu phải nỗ lực lên biết chưa hả? Sau một hồi luyên thuyên, Thanh Ti quay đầu lại nói, Ê đầu gỗ, cậu có nghe thấy người ta nói gì không hả? Nhưng trước mắt cô ấy thì Mạc Nam đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Chỉ thấy bạn cùng bạn Lily Ly trước mặt. Cô ấy nói, Mạc Nam đi rồi, đã đi được một lúc rồi cậu một mình đứng đây nói luyến thoáng gì đó lúc này thanh ti tức sôi máu mạc nam thối thật là tôi sẽ không thêm để ý cậu nữa chuyển cảnh lúc này trong phòng giáo vụ cô giáo an đang trách mắng mạc nam mấy hôm nay em xin nghỉ phép giết rồi quen đúng không hả cứ như vậy em không muốn thi đại học nữa sao có việc gì để mai cuối tuần làm không được à chẳng lẽ buổi chiều hôm nay còn muốn xin nghỉ mạc nam lo lắng chắp tay xin cô giáo là do em có việc thật á cậu còn hỏi ngược lại cô an không thấy thành tích học tập của em dạo này tiến bộ rồi sao?" Không thể bị Mạc Nam rót mật vào tai An Vũ hơn nhắm mắt, "Em mới tiến bộ có chút mà tự mãn ghê ha. Nhưng nghĩ lại, thành tích của thằng bé đúng là có tiến bộ thật, nhưng tiến bộ một cách kỳ quái, mỗi lần thi đều là đúng như vậy không hơn không kém. Nên muốn đưa ra yêu cầu với Mạc Nam, "Nếu em đồng ý với cô sau này thi đạt điểm cao hơn cô sẽ suy nghĩ về việc cho em xin nghỉ chiều nay, nhưng em phải nhớ là trong kỳ thi tới đây đó nhé." Không đợi cô An nói xong, Mạc Nam liền đồng ý rồi chạy như chó đuổi vậy ngay lập tức là một đống những câu lèm bèm của cô giáo An. Mạc Nam lúc này đã chạy gấp về nhà chắp tay tu luyện, thiên nhãn huyền không lạc. Con ong bắc cày dưới quả chuông tỏa sáng trục rỡ. Đây chính là cảm âm những mảnh vỡ luân hồi của ma âm. Nhưng Mạc Nam bây giờ đang suy nghĩ đến biển Đông Hải để xác định vị trí. Tầm khoảng 300 dặm, thế mà đã xa như vậy. Nhưng dù có xa thế nào thì mảnh vỡ này cũng phải đi lấy nó về. Nhưng điều quan trọng là ở ngoài biển kia thì ai là người quen thuộc nhất. Đột nhiên trong đầu Mạc Nam nhớ đến Hùng Nhị. Đúng vậy là ông ta. Chuyển cảnh, Lúc này Hùng Nhị đang chém gió với Mạc Nam trên xe. Mà đai ca không phải tôi chém gió đâu. Nhưng cậu tìm tôi là đúng rồi đó. Cậu mang theo tôi không cần nghĩ nhiều. Tất cả đều chuẩn bị hết cho cậu rồi. Hùng Nhị nãy còn nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên co rút đồng tử lại. Hỏi Mạc Nam với vẻ mặt bình tĩnh. Lần này cậu mang theo bao nhiêu tiền mặt thế? Mạc Nam nói mang theo khoảng một vạn tệ. Hùng Nhị đang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu khó hiểu. Cậu mang có một vạn mà sao lại có người đuổi theo nhỉ? con xe phía sau từ lúc chúng ta rời khỏi biệt thự là cứ đi theo chúng ta mãi có vẻ như chúng muốn đi cùng chúng ta đến cảng khẩu à xe vừa dừng ở cảng khẩu hùng nhị nói lão đại chúng ta đến nơi rồi mạc nam cầm chiếc chuông lên nghe rồi thầm nghĩ phương hướng không sai đúng nó rồi hùng nhị lúc này chỉ tay về cái xe cứ đi theo nãy giờ cuối cùng cũng đã xuống xe rồi không ngờ là một cô gái xinh đẹp trông cũng không tệ hùng nhị nói nhỏ với mạc nam xinh đẹp như vậy sẽ không phải là đặc công gì đó đâu chứ mạc nam cũng cặn lời với hùng nhị suy nghĩ sao chả có tí logic nào hết vậy. Lúc này có tiếng loa thông báo, hàng kháng có thể lên tàu rồi, Mạc Nam và Hùng Nhị lúc này cũng bước lên tàu. Hùng Nhị lúc này giới thiệu cho Mạc Nam, con tàu hiệu huy hoàng này là một trong những con tàu hải ngoại của ngư lão thất. Ngoài mặt là dùng để phục vụ khách du lịch, nhưng bên trong thực chất là giúp người trong ban vận chuyển hàng hóa. Trên tàu cũng có một số các giao dịch. Trước kia hắn từng làm hải tặc, có một vài mốt quen biết, có thể lấy được một số bảo vật. Lão đại nếu như có thời gian, chúng ta tới đó xem đi, lão đại thấy thế nào. Mạc Nam nói cũng được, chắc còn mất khoảng một lúc nữa tàu mới cập bến, chúng ta cùng đi xem thôi. Vào bên trong sảnh, Hùng Nhị tiếp tục giới thiệu cho Mạc Nam. Du thuyền chia làm bốn tầng, tầng cao nhất là ngủ nghỉ, tầng hai là ăn chơi nhảy múa, tầng tư là nơi để hàng hóa. Chúng ta đang đứng ở tầng ba, bên này là casino, còn bên kia là khu mua sắm. Nghe Hùng Nhị giới thiệu Mạc Nam đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, không biết cô ta là ai. Mạc Nam không có hứng thú với cờ bạc, Hùng Nhị liền đưa Mạc Nam đến nơi bí mật nhất của du thuyền. Chỉ có điều nơi đây muốn vào cần đến một vạn tệ để thế chấp, đổi lấy một tấm thẻ để ra vào nơi này. Lúc này Hùng Nhị lại thò tay vào trong quần sờ, đợi chút, tôi nhớ là nó ở gần đây mà. Hành động đó của Hùng Nhị khiến tên canh cửa ngạc nhiên lòi cả mắt ra. Vãi đái không ngờ anh ta từ đũng quần lôi ra một sấp tiền. Điều khiến người ta kinh hãi đó là nó còn bốc mùi, mùi gì thì tự hiểu, ha ha, không thèm để ý đến ánh nhìn chê bai đó. Hùng Nhị và Mạc Nam cứ tiến về phía trước đi đến kho báu của du thuyền. Vừa đi vào mắt Mạc Nam liền sáng rực lên, mấy tên người đá này được đấy hùng nhị gãi đầu nghĩ mặc nam không ngờ lại có cái sở thích này cơ đấy đại ca cậu thích tượng binh mã này sao chỉ có điều này mua xong khó mà khiêng về đó lúc này hùng nhị giơ tay a a a kia là ai cậu qua đây một chút ba ông người đá đó bao tiền chứ nhìn thấy có khách mua hàng tên đó mặt mày hớn hở nhìn một cái rồi cười hahaha. Hát à, hát hát à, hát à. hai vị thật có mắt nhìn thật đấy ba người đá này là tam phôi thai tối qua có vị khách bảo tôi ở đây bán nhưng nếu mua phải mua cả ba mua một con tôi không bán được. Mạc Nam không nói nhiều hỏi thẳng giá thế nào. Chỉ thấy ông ta giơ ra ba ngón tay, vô dĩ là 120 vạn một con. Tôi thấy hai người xem ra là có duyên, tôi giảm cho 20 vạn, nên tổng là 300 vạn. Hùng nhị hét lên vãi cả lờ, ba ông người đá mà những 300 vạn á. Có phải ông định cướp của người ta không hả? Mạc Nam bình tĩnh đồng ý, tôi mua, chốt kèo, nhưng ông phải cho người đưa nó đến phòng của tôi đi. Vừa nghe tên đó vui vẻ mừng rỡ, ha ha ha, không vấn đề gì, ok luôn tôi đích thân mang qua đó cũng không vấn đề gì mạc nam vừa quẹt thẻ thanh toán xong thì đột nhiên có tiếng gọi ông chủ khiến họ giật mình tên thanh niên trẻ tuổi này lao vào chừng mắt nói vẫn may còn ở đây là may rồi ba con người đá kia xếp tôi không bán nữa nghe cậu ta nói vậy có chút mơ hồ anh tiêu sao lại không bán nữa vậy ba người đá này tôi đã bán rồi tên họ tiêu này lập tức trở mặt bố khỉ tao bày ở đây cả tháng không ai mua bây giờ tôi không muốn bán nữa thì lại có người mua là sao ý ông là sao ông ngứa đòn phải không nhìn cặp mắt bốc hỏa của tên họ tiêu khiến ông ta có vẻ sợ hãi chỉ có thể chỉ vào mạc nam nói tôi đã bán rồi nãy bán cho hai vị khách này tiền thì cũng đã nhận rồi nhìn thấy mạc nam yêu đuối gầy gòm tên họ tiêu xỉ một cái vậy lấy lại hàng hoàn lại tiền anh ta không biết hùng nhị ở sau lưng anh ta cắn răng hùng nhị hết lớn mày là đồ khốn nạn nào món đồ này đại ca tao đã mua rồi mày nói muốn lấy lại là lấy sao có vẻ chán sống rồi nhỉ tên béo này mày không biết sống chết à tao nói không bán là không bán còn ở đây lèm bèm nữa mày tin tao cho mày chết luôn không hả trận đấu giữa tên béo và họ tiêu có vẻ sắp diễn ra hai vị bình tĩnh đây là thuyền của ngư lão thất hai người mà đánh nhau là mọi người ở đây cũng không yên đâu sau đó đến định tên họ tiêu chúng tôi buôn bán là có quy tắc món đồ này tôi đúng là đã bán rồi tiền lần trước chúng ta thương lượng với nhau tôi trả cho cậu được chứ lúc này tên họ tiêu không vui nữa rồi ý của ông là tôi không hiểu quy tắc phải không có cần tôi dạy ông thế nào là quy tắc không hả chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, ông chủ thấy vậy liền xua tay đừng động tay với tôi mà. Mỗi một tên đó tôi thêm cho cậu 5 vạn được chưa? Ai quan tâm đến 120 vạn chứ? Tôi muốn là món hàng của tôi kìa. Vãi lờ, Mạc Nam có chút cạn lời, hóa ra ba pho tượng đó mới bán 120 vạn, vậy mà tên này bán 100 vạn một con, đắt vãi, thật nham hiểm mà. Thấy hiện trường không thể cứu vãn được nữa, ông chủ có chút tức giận, anh tiêu là do anh không chịu hiểu quy tắc nên tôi có lật mặt, anh tự xem làm như nào đi nhưng hàng đã bán thì không thể hoàn lại được. Quả nhiên là địa bàn của người ta. Tên thanh niên này chuyển ánh mắt sang Mạc Nam, không hoàn tiền thì thôi, hai tên lợn này bị mua hớ rồi. Nếu chúng mày còn ở đây gây chuyện, lão tử sẽ giết các người tại chỗ, sau đó vứt cho cá ăn. Cuối cùng Mạc Nam cũng lên tiếng rồi, ông chủ tiền ông cũng đã lấy rồi. Nếu tôi không lấy được hàng thì, tôi sẽ phá cái tiệm này. Tên này có vẻ không đơn giản, là tên bình thường mà dám động tay với Mạc Nam. Sau đó cú tát của anh ta còn chưa giáng xuống thì đã bị tóm lấy không sai chính là hùng nhị tên thanh niên bị khống chế muốn hỏi ra thế của hùng nhị một giây sau cú đấm của hùng nhị đã khiến hắn ta bay ra tiểu tử hôm nay tao sẽ dạy mày cách làm người đám người kia thấy vậy thì cùng lao lên tấn công hùng nhị hùng nhị đứng nhìn bọn kia lao tới một chiêu xe tăng vô địch đã khiến bọn chúng đều ngã hết ra ông chủ nhìn vụ ẩu đả trước mặt thì tình hình của tiệm của ông ta cũng toang luôn rồi xót đến mức rơi máu khuyên mọi người dừng đánh nữa nhưng lúc này thì làm gì có ai thèm nghe chứ tên họ tiêu lại nhảy lên đấm nhưng rất nhanh anh ta phải thốt lên câu vãi đái cái đùi mỡ thịt của hung nhị hoàn toàn không thấm được mà hắn còn bị phản ngược ra không ngoài dự đoán hùng nhị lại đấm cho tên họ tiêu sấp mặt lở còn bị hùng nhị chế giễu tên đàn bà này chắc chưa ăn cơm à tên họ tiêu một tay ôm mũi một tay đỡ eo đây là ông ép tôi đó lúc này cậu ta lấy ra cái rùi cui điện hùng nhị thấy đối thủ đánh không lại mình liền lấy ra cái rùi cui điện vãi lờ tên nhóc này không chơi đẹp gì cả đại ca điện bên đối thủ mạnh quá tôi thấy cậu lên đi nhưng mạc nam không hề để ý đến tông giọng của hùng nhị cầm viên kẹo trên tay rồi hỏi hùng nhị biết ý hình quyền không nhưng hùng nhị ngơ ngác trả lời không biết tên họ tiêu cảm thấy đối phương bất lực rồi liền giơ cái rùi cui điện ra đắc ý nói không biết để ta dạy ngươi ha ha mạc nam nhắm mắt lắc đầu thôi tốt hơn vẫn là để tôi dạy hắn vậy mạc nam cho kẹo vào trong tay hội tụ linh lực búng nhẹ ngón tay viên kẹo bắn ra lập tức phá vỡ cái rùi cui điện trong tay tên thanh niên đó tên họ tiêu vẫn không hiểu sao mạc nam đứng xa vậy mà có thể hủy hoại cái rùi cui của mình mạc nam nhảy lên ý hình quyền chính là nghiên cứu để dùng ý đánh quyền điều chỉnh theo ý muốn tiếp đó là liên hoàn những cú đấm vào mặt tên họ tiêu đó nắm tay tên họ tiêu quật mạnh xuống đất miệng hắn ta lúc này phụt máu tung tóe đánh xong mạc nam hỏi hùng nhị đây chính là ý hình quyền ông đã học được chưa câu nói khiến mọi người ngạc nhiên là hùng nhị nói cậu đánh nhanh quá tôi nhìn không rõ hay cậu làm lại một lần nữa đi sau đó lại bùm chiêu chiêu một trận nữa tên họ tiêu nằm trên sàn thở hồn hển mạc nam hỏi lần này học được rồi chứ hùng nhị gãi cằm cậu đánh nhanh quá chưa cuối cùng tôi chưa kịp nhìn nữa mạc nam lại thực hành thêm lần nữa hùng nhị sỏ lá lại nói nhanh quá chưa kịp nhìn kêu mạc nam làm lại nữa đi lúc này tên họ tiêu mặt đầy thương tích hết lớn về phía hùng nhị tên mập chết tiệt lão tử sắp học xong rồi mà ngươi vẫn còn chưa học được gì này là muốn giết ta hay gì hả thằng mập khốn kiếp mạc nam lúc này đứng bẻ tay rồi nói học được là chuyện tốt chúng ta thêm một lần nữa nào macc kệ tên kia van xin mạc nam lại thực hành thêm một lần nữa hắn ta lúc này bị bay vào góc tường người đầy thương tích bất tỉnh nhân sự hùng nhị thấy vậy thì chống tay cười ha ha lão đại tôi học cũng được kha khá rồi Lúc này, Mạc Nam quay qua ba tên còn lại với ánh mắt đầy sắc khí, còn không mau cút. Bọn chúng thấy vậy liền vội vàng kéo tên họ Tiêu rồi chạy mất dép. Ông chủ tiệm lúc này chắp tay đi đến Mạc Nam hành lễ, "Thân thủ của quý khách thật bất phàm, tượng của quý khách đang ở đây, bây giờ tôi sẽ gọi người khuân vác đem tới phòng riêng cho ngài." Hùng Nhị lúc này đi đến bóp mạnh vào vai ông chủ, "Vậy thì làm phiền ông chủ rồi." Ông chủ đau đớn nói, "Quý khách à, quý khách buông tay." Hùng Nhị tóm cổ ông ta, "Anh ăn chặn của chúng tôi hơn 100 vạn, chuyện này tính thế nào đây?" Ông ta nhanh miệng đáp, ở đây có hơn 30.000 sành dùng để chơi trong casino, hy vọng quý khách có thể thắng nhiều hơn. Một lát nữa lấy về tiền thắng còn nhiều hơn 300 vạn. Mạc Nam lúc này quay người rời đi, Hùng Nhị cầm tiền xong thì hét lớn. Hôm nay tha cho anh, mau vận chuyển ba pho tượng đó về phòng của chúng tôi nhanh. Khi đang đi trên sảnh, có một đứa nhóc từ đâu chạy ra. Hùng Nhị nói nhóc con cẩn thận. Tên nhóc này hóa ra là một tên trộm, đã thò tay vào túi Mạc Nam để trộm đồ, nhưng đã bị Mạc Nam tóm được. Mạc Nam nắm tay nhìn vào đứa trẻ trước mặt, cậu nhóc lúc này kêu lên mẹ ơi cứu con từ đâu ra xuất hiện một con mụ xấu xí bước lại vừa đi vừa gọi tiểu chính tiểu chính mạc nam thả tay cậu bé ra nó liền chạy lại ôm mụ xấu xí kia mụ ta còn gào mùng lên nói trẻ con hiếu động chạy qua chạy lại là bình thường cậu không thể nhường đường một chút sao nếu như cậu làm tiểu chính nhà tôi bị thương thì phải làm sao cậu có lương tâm không mạc nam nhìn về phía mụ ta rồi nói nghe ý của cô nó đụng tôi còn muốn trộm điện thoại của tôi vậy là do tôi không đúng sao hùng nhị đứng bên cạnh cũng quát lên hóa ra là một tên trộm vặt dám trộm đồ của lão đại tôi chán sống rồi phải không con mụ kia thấy vậy cũng gào mùm lên các người có còn là đàn ông không tại sao có thể tùy tiện vu oan cho một đứa trẻ nó chỉ là một đứa con nít cái gì cũng không biết các người muốn lừa tôi sao không có cửa đâu nói xong con mụ xấu xí liền quay người dắt đứa con rời đi vừa đi vừa lẩm bẩm nói gặp phải các người đúng là xui xẻo tám đời mà tiểu chính chúng ta đi đừng tiếp xúc với mấy người không có phẩm chất đạo đức như này sẽ bị lây thói xấu đó hùng nhị lúc này cũng nổi điên nắm tay lên chửi ký lùm mé nó con mụ tranh chua này vẫn cứng miệng không chịu nhận sai đổi trắng thay đen người như này tốt nhất đừng để tôi gặp lại lần hai mạc nam lúc này cũng quay đầu thở dài xã hội bây giờ đúng thật là kiểu người gì cũng có chuyển cảnh lúc này ba pho tượng đã được đem đến phòng mạc nam ông chủ đồ của ông đã được đưa tới rồi ạ à? hùng nhị kêu mọi người chuyển hết vào trong đi nhớ đi cẩn thận lúc này hùng nhị chỉ vào ba pho tượng hỏi mạc nam đại ca anh mua ba pho tượng này để chuyển sang nghiên cứu khảo cổ sao hay anh có hứng thú với nghệ thuật cơ thể con người mạc nam xem thường hùng nhị không biết xem hàng này bên trong ba pho tượng này có thứ đồ rất lợi hại hùng nhị ngạc nhiên hóa ra trong nó có nhiều vật quý hả hùng nhị lập tức bị tiền vàng làm lu mờ con mắt vậy để tôi đi lấy búa đập nó ra nhé mạc nam bảo ông ta không cần tốn sức vậy đâu nói xong đập tay bổ xuống đầu pho tượng đá bên này tên họ tiêu đang tấu chuyện với hồng vũ cậu ta tỏ vẻ bất lực nói vốn định tặng anh ba pho tượng đó bây giờ bị tên nhóc cướp mất rồi bọn chúng đã đem pho tượng về phòng rồi còn tôi thì bị đánh cho một trận anh xem bây giờ phải làm sao hồng vũ chẹp miệng cậu nói gì hàng của tôi cũng có người dám cướp sao cậu ta đang ở đâu dẫn tôi qua đó nghe hồng vũ muốn lộ diện anh ta lập tức nói tôi sớm đã nghe ngóng được phòng cậu ta rồi hồng vũ đi theo tôi vừa đi tên họ tiêu có điều không hiểu muốn hỏi hồng vũ sao anh không dẫn vệ sĩ đi cùng tên hồng vũ này còn thổi kẹo cao su rất bình tĩnh tôi chỉ đi xem thử chứ không ra tay xem xem đối phương khoa trương tới đâu chúng ta đâu có đi giết người đâu mà lo tên họ tiêu biết hồng vũ rất thích cảnh săn giết tôi nghe nói anh ta dùng súng ngắn để bắn người làm con mồi khiến cho người ta ra một nơi tóc một nơi, tí nữa tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Vừa đó bọn họ đã đến phòng của Mạc Nam, tên kia nói Hồng Vũ, chính là phòng này. Sau đó Hồng Vũ đạp một cái mở toang cửa ra, Hồng Vũ nổi cơn lôi đình đang tính chửi bới, thì hắn vô tình nhìn thấy Mạc Nam chặt nhẹ một cái, thì pho tượng đã bị vỡ tan nát. Không gian ba người đột nhiên dừng lại, hai bọn kia nhìn thấy pho tượng đã vỡ tan nát, thì há hốc mồm kinh hãi. Mạc Nam bình tĩnh nhìn qua, có chuyện gì vậy? Hùng Nhị thấy bọn chúng đạp cửa xông vào liền điên tiết chửi, hét vào mặt chúng, cái lùng mía, các người đến để gây sự đúng không? Tên họ tiêu vừa cười vừa giải thích, ông thật hài hước, thân phận của chúng tôi sao đi kiếm chuyện được cơ chứ? Đúng rồi, chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút, ưu đãi lớn hôm nay, một đĩa trứng cá muối chỉ 888 tệ, hai người muốn thử không? Nghe thấy có mỹ vị hùng nhị khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng, quên luôn cả chuyện hồi nãy với tên họ tiêu kia. Anh ta muốn nếm thử nhưng 888 tệ đắt quá, nếu như 88,8 tệ mà mua một tặng một thì còn suy nghĩ, hai tên mượn cớ đến đó đã lùi chạy ra cửa rồi. Món này được thực hiện bởi đầu bếp năm sao Michelin. 88,8 thì lỗ lòi lờ không bán được. Nếu như vậy thì không làm phiền hai vị nữa. Tạm biệt. Nói xong, hai tên đó chạy như chó đuổi. Vì sợ Mạc Nam đuổi theo. Chạy bán sông bán chết rồi thở hồng hộc như chó. Sợ vãi linh hồn. Thật không ngờ chỉ mới một trưởng mà đã phá nát pho tượng đá rồi. Đây là cảnh giới của võ giả mới làm được như vậy. Hồng Vũ sợ ẻ ra quần quay lại chửi tên họ tiêu. Chuyện mất mặt hôm nay là chuyện nhỏ thôi. Chút nữa bị ngươi hại chết rồi. Tên họ tiêu có chút ấm ức. Kinh thiếu, tôi cũng không biết cậu ta mạnh như vậy may mà tên béo hồi nãy tin những gì chúng ta nói à kinh thiếu không phải chúng ta dự định đi săn bắn ư hay là chúng ta rủ bọn chúng đi cùng nếu có cao thủ ở đây thì chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều đó lúc này kinh hồng vũ nhớ đến là anh ta mời hai vị đại sư toàn tâm toàn ý tuy là võ công không hề kém nhưng tiêu ca nói cũng có lý thêm một người là có thêm sức mạnh kinh hồng vũ lập tức quay lại làm thân vậy được bây giờ chúng ta qua đó mời họ đi săn bắn cùng bên này Hùng nhị nhìn những mảnh vỡ của ba tượng đá vãi đầy dưới đất chửi thầm. Đại ca 300 vạn anh bục bục mấy cái chẳng còn gì nữa. Nếu con cuối cùng này không có gì thì thật sự lỗ to rồi. Vừa nói xong, nghe thấy tiếng bục một phát, tượng đá vỡ tanh bành. Con mắt của Mạc Nam đúng là không tầm thường. Tượng đá cuối cùng rơi ra một hình nhân phát sáng màu tím. Hùng nhị ngạc nhiên gào lên, đại ca anh mau xem kìa. Đây là báu vật gì vậy chứ? Có phải rất đáng tiền không hề? Mạc Nam mừng rỡ nhấc hình nhân màu tím đó lên ba pho tượng đá này có lẽ là có từ thời thượng cổ do một vài thợ dùng đất sét làm thành hấp thụ linh khí nghìn năm thiên địa đất sét bên trong đã tụ thành thạch trung nhân này giống na ná nhân sâm nghìn năm dẫn dân sẽ biến thành hình người người bên trong pho tượng đá này cũng chứng minh nó đã hấp thụ không ít linh khí hùng nhị lúc này mắt sáng lên hỏi vậy có thể bán được bao nhiêu tiền vậy đại ca Mạng nam trầm tư rồi nói với hùng nhị cái này có bán cho người khác cũng không ai mua cho dù tôi có lấy dùng cũng phải trải qua một lần đẽo gọt phải cực kỳ cẩn thận lúc này hai tên kia lại quay lại trên tay còn cầm một dĩa đồ ăn và một ly nước, hai vị bằng hữu, ha ha ha, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bọn tôi đem thức ăn tới cho hai người đây, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Lúc này Hùng Nhị tiến lại gần rồi hỏi, các cậu muốn hạ độc chết bọn tôi sao? Hồng Vũ nhanh chóng xua tay, ây dô, anh mập, chúng tôi nào dám, giết người là phạm pháp đó. Hùng Nhị vuốt cằm suy nghĩ, không phải hạ độc, lẽ nào đều là đồ quá hạn. Muốn chúng tôi bị đau bụng, có phải sau đó âm thầm trộm giấy vệ sinh trong nhà xí đi không? Nghe xong câu này của Hùng Nhị, Mạc Nam cũng cạn lời luôn, ký lùng mía ông này trí tưởng tượng phong phú vãi lở thật sau đó mạc nam tiến lên nói nói thẳng ý đồ của mấy người đi hai tên lúc này cũng thú nhận rằng lần này quay lại biển thực ra là muốn săn bắt một con hải thú khổng lồ trên biển nghĩ tới hải thú đó thực sự rất dũng mãnh nên người mà chúng tôi mang theo sẽ không bao giờ là đủ cả nên mời hai người tham gia vào cuộc thám hiểm này đương nhiên là không để các ông thiệt đâu tôi sẽ trả cho hai người mức thù lao thỏa đáng hùng nhị không quan tâm con hải thú đó hung hãng thế nào ngược lại quan tâm hơn về số tiền được trả cậu đưa con số ra đây xem có đáng để tôi ra tay không đã thấy hùng nhị có ý muốn gia nhập kinh hồng vũ giơ ra ba ngón tay yêu cầu của tôi không nhiều chỉ cần những ngày đó các anh chịu nghe theo lời chỉ huy của tôi và đảm bảo sự an toàn cho tôi là được tôi trả cho mỗi người 300 vạn tệ mạc nam còn đang suy xét chưa có lên tiếng 300 vạn tệ này với mình không quan trọng lắm chỉ có điều là con hung thú này thực sự phải để tâm không cần nghĩ thêm nữa mạc nam tỏ vẻ không có hứng thú đuổi tên kinh hồng vũ đi kinh hồng vũ không muốn bỏ lỡ hai trợ thủ đắc lực này nên có chút ngại ngùng nếu anh thấy giá cả vẫn chưa hợp lý thì tôi có thể trả thêm tăng thêm mỗi ngày năm vạn anh thấy sao chút tiền này với mạc nam mà nói không đáng xét gì trực tiếp từ chối lời đề nghị của đối phương không phải vấn đề tiền nong mà là chúng tôi không có thời gian hồng vũ thật không ngờ mạc nam nhanh như vậy lại từ chối rồi điều này khiến kinh hồng vũ trở tay không kịp không để cho bọn họ có cơ hội nói tiếp hùng nhị đẩy hết bọn họ ra cửa đại ca tôi nói không có hứng thú là không hứng thú các người vẫn không đi lẽ nào còn ở lại đợi chúng tôi mời cơm chắc thấy mạc nam không nể tình như vậy kinh hồng vũ lật mặt luôn tôi đã tiết lộ lý do trọng đại lần ra khơi lần này của chúng tôi tôi đối với các người lịch sự khách khí như vậy thì các người nghĩ là tôi sợ các người sao không tham gia cũng phải tham gia câu nói này sao dọa được mạc nam chứ chỉ có phản tác dụng lại mà thôi mạc nam tiến lên một bước vẻ mặt nghiêm túc ý của ngươi là ép chúng ta phải gia nhập vào đội của ngươi sao trung quy thì vẫn rén mạc nam kinh hồng vũ nép sau cánh cửa dơ nắm đấm nói hôm nay cậu đã nghe được bí mật của ta rồi nếu không gia nhập thì chúng ta làm kẻ địch nhưng mà làm kẻ thù với kinh gia tôi thì cẩn thận đó trước khi xuống thuyền cậu phải cho tôi một câu trả lời đó, không đừng có trách tôi không nương tay. Hùng nhị ghé vào tai Mạc Nam nói, đại ca kinh gia ở Hồng Bắc đúng là gia đình không hề tầm thường đâu, tính ra thì nó cũng ngang hàng với yên gia. Lần này họ đi săn quái vật biển thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước rồi, chúng ta từ chối vậy không có lợi cho chúng ta đâu. Nghe Hùng nhị nói xong Mạc Nam tỏ vẻ không sao cả, để hắn ta đi đi, vì với Mạc Nam mà nói, các gia tộc chẳng là gì với cậu ta cả, không đáng nhắc đến. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nói xong mở cái túi đồ nghề luôn mang theo ra nghiêm túc ngồi khác lại con hình nhân màu tín hồi nãy cả đêm im lặng hùng nhị đã thức dậy mà mạc nam vẫn ngồi chăm chú khác hùng nhị đề sướng không dễ gì mà đi ra biển lên bong tàu nhìn mặt trời mọc cũng khá hay đó mạc nam nói cũng được sáng sớm linh khí trên biển cũng nhiều hơn lúc này trên bong tàu người phụ nữ thần bí đang đứng ăn khoai tên nhóc con láo cá chỉ tay nói mẹ ơi con muốn ăn khoai lang sấy bà ta liền chửi cho một trận ăn cái gì mà ăn mới sáng đã ăn khoai lang sấy không tốt tên nhóc vẫn cố đòi cho bằng được bà mụ xấu xí nhìn thấy vậy liền nói con muốn ăn thì tự mình đi hỏi xin tỷ tỷ đó đi tên nhóc con láo cá chạy tới tính giật túi khoai lang trên tay người phụ nữ thần bí cô ấy mới hỏi nhóc tính làm gì vậy đòi không được nó liền nằm ra ăn vạ bà mẹ xấu xí lúc này tới kéo tay thằng nhóc đi vừa đi vừa chửi rủa con người gì mà chút lòng yêu thương với trẻ con cũng không có có chút đồ ăn thôi cũng không cho nó ngoại hình có xinh đẹp hơn nữa thì cũng để làm gì loại người này chính là lúc nào cũng nghĩ mình là đại tiểu thư lúc này một cô gái chỉ tay nói mặt trời mọc mặt trời mọc xuất hiện rồi lúc này vẻ đẹp của bình minh sắp hiện lên trước mắt mọi người người phụ nữ thần bí này lấy ra điện thoại muốn quay lại cảnh đẹp tuyệt sắc này đột nhiên thằng nhóc láo cá buông tay mẹ ra chạy về hướng người phụ nữ đó người phụ nữ không có sự phòng bị đã bị đứa trẻ đẩy tới mất đi phương hướng ngã về phía trước cô ấy hoàn toàn không có cơ hội phản ứng lại từ trên thuyền rơi xuống biển lúc này cô ấy còn giơ tay ra hy vọng có người kéo mình lên nhưng đó đều là cơm chó trên phim mà thôi ngoài đời làm éo gì có cô ấy không can tâm trong lòng có chút lẫn lộn lẽ nào mình lại chết như thế này sao? Lúc này, tất cả những chuyện đó Mạc Nam đều nhìn thấy. Đợi hùng nhị trưng cầu ý kiến của Mạc Nam, thì Mạc Nam sớm đã nhảy xuống biển rồi. Đúng là cơm chó trên phim mà, mọi người đều cho rằng không thể cứu được. Nhưng Mạc Nam giơ tay ra đã nắm được tay người phụ nữ thần bí đó, chân kia còn ngoắc vào thuyền. Mạc Nam cố lắc người và dùng quán tính để hất người phụ nữ này lên, chỉ dựa vào một bên chân đã bế được cô ấy, nhắc cô ấy hãy ôm chắc lấy mình. Tiếp đó chỉ với vài bước nhảy vọt, liền đứng vững trên thuyền hành động của mạc nam khiến mọi người trầm trồ vỗ tay lợi hại chàng trai trẻ này thật lợi hại đây lẽ nào là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ư mạc nam không hề để tâm đến những lời tán dương của mọi người quay ra hỏi hùng nhị hai mẹ con nãy đẩy cô gái đó đi đâu rồi hùng nhị chính nghĩa nắm chặt tay đỏ mặt biểu thị giận dữ nghiến răng chửi thề đồ thối tha đáng ghét thấy tình hình như vậy sợ hãi bỏ chạy rồi đợi chút nữa đi điều tra phòng của họ nếu bị tôi tìm thấy nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học lúc này cô gái thần bí giới thiệu tôi tên hạ lăng huyên cảm ơn cậu đã cứu tôi nếu không có cậu tôi đã chết dưới biển rồi cô gái bí ẩn đó đang cảm ơn mạc nam mạc nam cũng giới thiệu mình và hùng nhị sau đó mạc nam quay người rời đi lạnh lùng nói nếu không có gì tôi đi trước đây sau này nhớ cẩn thận chút hạ lăng huyên còn chưa nói xong bảo mạc nam đợi chút chỉ có điều lời cô ấy nói ra khiến mọi người ai cũng ngỡ ngàng tôi có thể đến phòng cậu nghỉ ngơi chút không bây giờ tôi vẫn còn sợ nghe người phụ nữ này mạnh bạo như vậy mạc nam không cần nghĩ đã từ chối thẳng thừng luôn sao cậu ấy có thể để một người không quen vào phòng mình làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình chứ thật không ngờ mạc nam lại tuyệt tình như vậy hạ lăng huyên than giải thích trước đây chúng ta có gặp qua rồi cậu cũng ở khu biệt thự bên hồ có phải không lần đầu chúng ta gặp nhau là cậu đang đuổi theo tên trộm tên trộm đó bị xe của tôi đâm bay ra xa lần thứ hai là gặp cậu ở cổng biệt thự chúng ta là hàng xóm đó nhớ lại những chuyện đó mạc nam thầm nghĩ lẽ nào có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao không hề có những sự ngạc nhiên mạc nam hỏi cô lên du thuyền này làm gì chứ thấy mạc nam chuyển chủ đề cô ấy gãi đầu nói với cậu ấy công việc của mình không thể tiết lộ ra được. Chỉ có thể nói với cậu rằng mục đích lên con tàu này là để mời một người trên con tàu này quay về bộ phận của tôi làm việc mà thôi. Nói đơn giản vậy sợ cậu không tin. Sau đó Hùng Nhị vuốt dâu nói, cô làm ở công ty tuyển dụng à. Sau đó thở dài, bây giờ khỏi nghiệp đứng là khốc liệt. Thật không ngờ cuộc sống của cô lại khó khăn vậy. Câu này của Hùng Nhị khiến hai người họ thấy cạn lời. Sau hồi nói chuyện thuyền cũng đã đạt đến nơi, chung ma âm của Mạc Nam cũng phản ứng mạnh mẽ, rung lắc mạnh mẽ, xem ra mảnh ghép đúng là ở gần trên ngọn đảo này rồi sau đó thông báo với hùng nhị lập tức xuống thuyền cùng đường với bọn kinh hồng vũ bọn họ nhất tâm đại sư nhất ý đại sư mời đi bên này hạ lăng huyên đi trước mạc nam kêu lên hai người kia là người mà tôi muốn mời về bộ phận của tôi tôi phải đi theo họ qua đó mới được lúc này mạc nam suy luận rằng hai vị đại sư được mời đến giết hải thú chẳng lẽ trên biển này có hải thú thật sao hạ lăng huyên đang lo lắng nghĩ cách bởi vì chỉ có ngồi cùng thuyền với họ mới có cơ hội mạc nam nói với hạ lăng huyên bọn họ đã từng mời mình đi chung chúng ta qua đó rồi nói điều này khiến hạ lăng huyên vui mừng lúc đó mạc nam có chút lo lắng bởi mạc nam thấy pháp lực của hai người này rất mờ ám không phải quá mạnh ngược lại còn có chút hàn âm chi khí nhưng hai người này có thể được gọi là hai người có võ công cao nhất trong số những người có mặt ở đây rồi lúc này tên chó chết họ tiêu đó dùng ánh mắt khinh thường nói tiểu tử xem như cậu cũng là người biết tức thời không cần chúng tôi dẫn cậu lên thuyền chứ mau lên đi bất chấp sự thiếu kiên nhẫn của đối phương mạc nam không hề tức giận ngược lại lập tức bước lên thuyền mục đích là muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc lai lịch như thế nào Lúc này Tiêu Ca đưa cho Kinh Hồng Vũ một cái hộp, "Kinh thiếu, bảo bối của ngài đây." Nhìn khẩu súng trong cái hộp Kinh Hồng Vũ cười phá lên, dưới sự lắp ráp quen thuộc của Kinh Hồng Vũ, Tiêu Ca đứng bên cạnh nịnh hót, "Tôi nghe nói Kinh thiếu của chúng ta là một xạ thủ nổi tiếng trong giới thượng lưu của tỉnh Giang Bắc, xem ra hôm nay có cơ hội tận mắt nhìn thấy phát súng của ngài rồi, lần này ra biển giết quái thú, nếu không có tài thiện xạ của Kinh thiếu thì chuyện này khó gấp 10 lần." Đương nhiên hai vị đại sư cũng góp công không ít trong đó, sự nịnh hót của Tiêu Ca đúng là đạt tới trình độ thượng thừa nhưng hai vị đại sư căn bản không quan tâm đến lời nói nịnh hót đó tên nhóc này im lặng chút đi cái thứ đồ chơi này của ngươi chẳng qua là chỉ nhanh hơn ám khí bình thường một chút đối với người phàm thì còn có tác dụng nhưng đối phó với bọn ta thì vẫn còn kém xa thật không ngờ hai vị lại không nể mặt mũi như vậy tiêu ca cười ngại ngùng đúng vậy hai vị đại sư đây là người có tiếng ở tỉnh giang bắc cho dù là giang nam và tỉnh giang tây hợp lại cũng không cơ may người làm đối thủ của hai vị một tên đại sư lắc đầu giang sơn rộng lớn thiên tài lớp lớp giang hồ đồn thổi bọn ta thôi Tỉnh Giang Nam có một vị Mạc chân nhân gì đó rất nổi tiếng, hai huynh đệ bọn ta đã có tuổi rồi, cố gắng miễn cưỡng mới giữ được ba vị trí đầu trong ba tỉnh mà thôi. Kinh Hồng Vũ vẻ mặt kinh ngạc khi nghe thấy vậy, Hạ Lăng Huyên lúc này suy nghĩ, phải báo cáo chuyện này cho tổ chức mới được, có lẽ có thể thu nạp vào tổ chức. Xem ra ở tỉnh Giang Nam thật sự có một vị Mạc chân nhân, cơ mà Mạc chân nhân gì đó sao có thể là đối thủ của hai vị lão làng đây? Hòn đảo này cách vùng biển quốc tế rất gần, trên đảo còn có một vài hộ gia đình sinh sống, trước tiên chúng ta lên đảo ổn định lực lượng sau đó bàn kế hoạch cụ thể vừa đó thuyền đã cập bờ mạc nam nhảy lên bờ vui vẻ cầm chiếc chuông ma âm đắc ý xem ra lần này đến đúng nơi rồi sau đó tiêu ca hỏi kinh hồng vũ xử lý hai tên này thế nào câu này khiến kinh hồng vũ lập tức không vui đâu may có vấn đề à có nhất tâm nhất ý đại sư chấn giữ rồi ngươi còn cần hai tên rác rưởi này đi theo làm gì điều khiến mọi người ta khó hiểu là nhất tâm nhất ý hai người này là âm dương lại phản nàn kinh thiếu cho dù không có chúng tôi cậu cũng không thể mời hai tên kém cỏi này đi cùng thật giả lẫn lộn tôi nói đúng chứ chúng ta là đi trận sát hải thú cậu tưởng chúng ta đi ngắm non nước hữu tình sao bực mình khi tên họ tiêu của gọi mạc nam và hùng nhị là rác rưởi mỗi người ba nghìn tệ muốn đi thì đi theo sau vị huynh đệ kia còn không muốn thì lập tức cút thật không ngờ lại bị tên nhóc này xem thường hùng nhị tức giận tên nhóc kia mày nói chuyện tử tế với ông chút có phải chán sống rồi hả tiêu ca cậy bên mình đông mạnh hơn nên không sợ hai tên này nữa ây dô ba pho tượng đá tôi còn chưa tìm hai người tính sổ đó sao không phục phải không hừ lần này lão tử có nhiều người hơn xem các người còn dám khoa trương trước mặt ta không hùng nhị lúc này điên tiết lắm rồi nhưng bị mạc nam ngăn lại không cần nói nữa chúng ta đi lúc này hùng nhị nghiến răng canh kết mẹ nó chứ không phải người nữa rồi may mà chúng ta cũng không hy vọng vào bọn họ mạc nam khuyên hùng nhị nên đi vào làng trài có vẻ tốt hơn nó lúc này mạc nam quay đầu lại hỏi hạ lăng huyên còn cô thì sao có muốn đi cùng chúng tôi không một cô gái không quen gì nơi này đang nhìn bọn cận bã của xã hội phía xa xa kia cuối cùng vẫn là đi cùng nhóm mạc nam hùng nhị sau đó một âm thanh không thể tin được vang lên cái gì? Ở nhà các người một đêm 2.000 tệ ư? Ừ. Tên áo đỏ tham lam trước mắt giơ ngón tay lên, ba người các ngươi mỗi người 2.000 tệ, ở thì trả tiền, không ở thì biến, nhưng tôi nói các người nghe cả cái thôn này đều cái giá này cả, đi sâu vào trong càng đắt hơn. Giá nghẹt thở khiến Hùng Nhị phì cả hơi tai ra, lão tử với giá 2.000 tệ ở trong thành phố điều kiện còn tốt hơn chỗ các người nhiều, 6.000 tệ, tôi có tiền cũng thả vứt xuống biển còn hơn đưa cho mấy người, nhưng không biết Mạc Nam làm sao, lại chọn cách thỏa hiệp, bỏ đi, chúng ta vào trong xem thử nhưng một giây sau bọn họ muốn rời đi lại không thể được nữa rồi lập tức có tiếng la hét tức giận mấy tên đất liền đáng chết kia dám dẫm hỏng hết đống rau nhà tôi trồng người đi đến hùng nhị nhận ra chính là người đàn bà hại người ở trên thuyền bà ta là lý tú quý thôn phụ hạ lăng huyên kích động trùng hợp thật đó tôi cũng đang tìm bà đấy thật không ngờ gặp bà ở đây vậy chúng ta ở đây tính sổ luôn nhé quả nhiên người đàn bà này cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nên không sợ hạ lăng huyên tính sổ tôi quen cô à nói xong bà ta chỉ vào các dấu chân trên đất nói một cách tức giận bây giờ tôi sẽ tính sổ với cô. Các người dẫm vào rau của tôi, bây giờ phải đền tiền. Hùng nhị thật sự không thể nghe lọt tai mấy câu thần kinh của con mụ này. Bà còn mặt mũi đòi bồi thường ư. Nãy bà đẩy người ta xuống biển sao không thấy bà nói bồi thường đi. Đột nhiên bà ta ngồi sụp xuống đất. Quả nhiên là con đàn bà mưu mô, còn đòi ăn vạ. Nạn chân hô hào kêu la, bớ người ta, mọi người đến đây mà xem. Mấy tên đất liền dẫm lên rau mà tôi khổ cực mới trồng được. Còn muốn tìm tôi tính sổ, không biết nhân cách để chó gặm hay sao. Công đạo ở đâu vậy chứ? mạc nam không thể chịu được nữa hỏi bà ta muốn đền bao nhiêu hùng nhị không hiểu sao nay đại ca mình lại rộng lượng vậy ta thôn phụ giơ hai ngón tay ra thở ra câu nhẹ như bấc không có hai vạn đưa ra đây các ngươi đừng hòng đi bước lên trước một bước mạc nam hỏi bà kiếm tiền bằng cách dơ bẩn này không sợ tổn thọ không được tiêu nó sao thôn phụ gào lờ lên cậu chủ ẻo tôi còn trẻ như vậy mà tâm địa độc ác vậy tôi thấy cậu là sinh ra từ ác quỷ nhất định là sinh ra khắc số khiến mẹ phải chết lúc này một ông làm nông đi qua thấy lố quá đến khuyên nhủ này em dâu bớt lố đi mẹ hơn nữa người ta đâu có dẫm vào rau của cô đâu chứ mà cô đòi người ta bồi thường hai vạn chứ quá đáng rồi đó má người nông dân lương thiện đi đến khuyên thì bà ta bị chửi như tát nước vào mặt bởi vì bà ta đang cho rằng là giúp đỡ người ngoài để bắt nạt hàng xóm xôn xao bàn luận em dâu ông lý này quá đáng quá đối diện với sự chỉ trích của hàng xóm bà ta không chỉ không xấu hổ ngược lại gào lờ lên nói mấy người chán sống rồi à ý bảo là tối nay bảo chồng bà ta không cấp nước nữa cho lũ các người khác chết mẹ đi không ngờ câu chuyện nó lại đi xa vậy Mạc nam ghé xuống nói với hùng nhị lấy một vạn đền cho bà ta cho xong đi tuy là không cam tâm nhưng do đại ca chỉ thị nên không thể cãi được hùng nhị lấy tiền đưa cho mụ đàn bà đáng ghét này kiếm được món tiền hời bà ta tươi hẳn lên nói như này còn tạm được hôm nay tạm tha cho các người nhưng lần sau thì không có như vậy đâu ông nông dân hiền hậu cản lại cơn tức của hùng nhị thiệt là ngại quá nếu không chê thì đến nhà tôi qua đêm tuy nhà tôi cũng có thu tiền nhưng mỗi người một trăm tệ là được rồi nhưng không có nước nóng các người có chịu thuê không Mạc Nam nghe vậy vui vẻ đồng ý. Trên đường về nhà người nông dân đó nói cho Mạc Nam được biết, tuy rằng lần này đã từ thiện một nghìn tệ, nhưng cũng coi như là của đi thay người. Trong thôn nhà đó là ngang ngạnh nhất, chồng cô ta ở trong thôn là người cai quản nguồn nước. Người trong thôn có nước để uống không là còn phải xem tâm trạng của chồng cô ta nữa. Trước đây cũng có một vị khách cãi nhau với nhà bà ta. Kết quả là nửa đêm bị người ta thả rắn vào phòng ngủ, trước cửa còn để bẫy, vị khách đó suýt chút mất chân đó. Thấy thôn dân này đáng sợ như vậy, hạ lang huyên người run lẩy bẩy. Mạc Nam an ủi cô ấy đừng quá lo lắng. Hôm sau, ba người đứng bên bờ biển nhìn hòn đảo xa xa kia. Mạc Nam thấy kỳ quái, cái chuông cứ mãi hướng mình đi đến cái hòn đảo đó. Đột nhiên có hai con thuyền cũng đi ra con đảo đó. Kinh hồng vũ, lẽ nào mục đích của bọn họ cũng là hòn đảo đó ư? Mạc Nam bảo hùng nhị tìm thuyền đi ra con đảo đó. Mạc Nam vừa xuất phát liền gặp bọn tiêu ca, tiểu tử các người đi theo bọn ta ư? Ta cảnh cáo các người hòn đảo kia không phải nơi các ngươi có thể đến được đâu. Không nhịn được hùng nhị giơ nắm đấm chửi. Đại ca tôi đường đường là mạc chân nhân đó cả cái thiên hạ này không có nơi nào cậu ấy không đi được cả vừa nghe hùng nghị chém gió kinh hồng vũ cười ha 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 mạc chân nhân cái chó gì chứ chém gió cũng không biết đường mà chém gió mấy tên ở trên bờ này nhìn chằm chằm vào cái thuyền xa xa kia trong đám người đó có bà mụ ác độc hồi hôm qua hạ lệnh chuyện tối qua bảo các ngươi làm đã làm xong chưa không thể tưởng tượng được sự độc ác trong miệng người đàn bà này nói ra mau đi theo hai con tàu đó ra đảo đợi thuyền chìm rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta đây cũng là tiền thuê nhà ở của chúng đêm qua một người hai nghìn tệ đến nghĩ cũng không dám tưởng tượng hậu quả của nó trong mắt của mọi người giúp đỡ họ số tiểu họ mang đi là không ít người đàn ông lau cổ và nói với người phụ nữ vẫn là chị tú thông minh lúc đó bắt gọn ba tên nghèo kiếp xác đó lại những con người gan bé như họ giờ con giao ra là ngoan ngoãn đưa tiền ý mà nói rồi cả nhóm người đó lên thuyền bắt đầu xuất phát bên này kinh hồng vũ đang gặp phải nguy hiểm thuyền của cậu ta bị thủng nước ùa vào tiêu ca kiểm tra lỗ bị thủng lỗ này phải có máy khoan điện mới khoan được tuyệt đối là có kẻ cố ý gây sự ngay lúc đó chiếc thuyền kia cũng gặp nguy hiểm thuyền của bọn họ cũng bị y chang như vậy đối mặt với chuyện trùng hợp như vậy bọn họ trở tay không kịp đây là bị người ta gài rồi trước mắt là phải tát nước ra bên ngoài trước đã hùng nhị thuận buồn xuôi gió thấy bọn chúng bận rộn cuống cả lên rất đắc ý điều này chọc tức kinh hồng vũ bọn họ bắn một tiếng súng lên kinh hồng vũ bắn về hướng mạc nam bọn họ thuyền của các ngươi bọn ta sẽ lấy nó ta lệnh cho các ngươi lập tức nhảy khỏi thuyền mau đối mặt với tên kinh hồng vũ vừa nổ súng mạc nam vô cùng tức giận ai dám động vào thuyền của ta nửa bước ta sẽ cho người đó chết không chớp mắt kinh hồng vũ có súng trong tay không sợ mấy câu khoác lác đó của mạc nam nhắm chuẩn cười nhạo tiểu tử mày mạnh miệng đó không thử đi giang bắc nghe ngóng xem dám động đến kinh hồng vũ ta là tìm đến cái chết rồi đột nhiên đạo sĩ gầm lên mọi người đừng hoảng không phải chỉ là lỗ nhỏ thôi sao cầm giấy niệm chú tục ngữ có câu giang trung nấp lỗ thủng đó cũng chỉ là câu tục ngữ cổ mà thôi mau tránh hết ra ta sẽ cho các người thấy người ngoài thì hóng dưa người nhà thì trong cửa mạc nam thấy ông này không hề tầm thường chỉ thấy đạo trưởng niệm chú thần mưa mượn pháp phong ấn ấn dây phép xuống lỗ thủng vừa nãy còn giò nước vào bây giờ đã đông cứng lại rồi trời ạ à, không hổ danh là đại sư giữa mùa hè nóng lúc chỉ với lá bùa biển đã đóng băng lại ha 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 may mà có hai vị đại sư ở đây nếu có chuyện gì lúc cấp bách vẫn phải nhờ đến hai vị đại sư rồi không cần ngạc nhiên vậy đâu đây chỉ là chút võ công còn con thôi à xem ra lão đạo này rất được sự kính nể của mọi người tiếp sau đó dục đám người mau cập bến đi nhân lúc băng nó chưa tan đợi mọi người lên đảo với đạn thật và rời đi Hạ Lăng Huyên đứng không vững nữa rồi, toi rồi, nhất tâm nhất ý đại sư bọn họ đi mất rồi. Hùng Nhị nhìn ra cô ấy muốn đi cùng bọn họ, nhưng mà có chút không nữa. Thầy có vẻ không vui, tôi chỉ muốn tìm hai vị đại sư đó nói chuyện thôi à. Hùng Nhị nói thực ra cô có thể nói với ông chủ tôi, cậu ấy chính là mạc chân nhân mà mọi người hay đồn nó. Kể ra thì thực lực của cậu ấy mạnh hơn hai tên kia rất nhiều, không phải cô chưa nghe qua chứ. Nhưng Hạ Lăng Huyên sao có thể tin lời của Hùng Nhị cơ chứ, mạc chân nhân tóc phải màu trắng mới đúng. Sao có thể là học sinh cấp 3 chứ? thấy hạ lăng huyên chất vấn mình hùng nhị có chút tức tối chỉ có thể nhắc nhở cô ấy đi tìm nhất tâm nhất ý mới là sai lầm chỉ có điều nhận lại được lời đáp trả cho có của hạ lăng huyên bởi vì cô cho rằng tên hùng nhị này điên rồi sao lại có thể lấy mạc nam và hai vị đại sư kia ra so sánh chứ lúc này con mụ độc ác cùng mấy thằng đàn em đã cập bến thấy có người đến hùng nhị lập tức nhắc nhở mạc nam chú ý nhiều người xấu ở vùng khỉ ho cò gái này nhìn dáng vẻ của bọn chúng là biết chuẩn bị đi hại người nhưng nhìn nhóm người này hạ lăng huyên cho rằng mấy tên này mà gặp hai vị đạo trưởng kia là tắt điện mấy tên rùi mũi này không hề ảnh hưởng đến mạc nam bảo bọn hùng nhị chúng ta cũng nên xuất phát thôi sau đó mạc nam mới chỉ đi có mấy bước một hơi thở ảm đạm đang đến hùng nhị lập tức há hốc mồm lão đại cậu mau nhìn kìa kia là gì chứ những cái cây phía trước đều bị chặt hết rồi nhìn có vẻ như bị cái thứ gì đó rất lớn bẻ gãy điều này khiến người gan nhỏ như hạ lăng huyên nghĩ đến con quái thú quả nhiên một tiếng diều hâu khiến mọi người đều ngước lên nhìn âm thanh đáng sợ này khiến hạ lăng huyên toát mồ hôi lạnh và muốn rút lui mạc nam còn chưa đưa ra quyết định bọn kinh hồng vũ vừa nãy đi vào rừng nhiệt đới sợ xanh mắt chạy toán loạn kêu cứu mạc nam cảm thấy mảnh vỡ của lục đạo luân hồi đang ở quanh đây lúc này cả đám đang chạy bán sông bán chết đuổi theo bọn họ chắc là con quái thú đó rồi mạc nam lóe ra một suy nghĩ nhớ đâu mảnh vỡ ở trên người của con quái thú này đám thuộc hạ vừa chạy vừa nói với bọn mạc nam các người còn đứng ngay ra đó làm gì mau chạy đi tôi chưa từng thấy qua con quái vật nào lớn như vậy thật quá đáng sợ hùng nhị thấy vậy nói lão đại xem ra tình hình này không đúng lắm bọn họ nhiều người như vậy còn chạy hết rồi, chi bằng chúng ta cũng cậy đi. Hạ Lăng Huyên cũng sợ hãi nói đúng đó, chúng ta trước tiên tìm chỗ nấp đi. Lúc này tên họ Tiêu đang dìu kinh thiếu chạy mau, đám thuộc hạ còn lại thì bắn súng vào con hải thú để cho nó chậm lại. Hai vị đạo trưởng lúc này thì vừa đang chạy vừa hét lớn, mau mau chuẩn bị sang đi, thiếu chết nó. Ngay sau đó, có một bàn chân sắp dẫm lên tên đại sư, con quái thú to đùng này hóa ra lại là con kền kền, nhưng thật không ngờ kền kền lại có thể có cái tướng trà bá bự này. Tên kinh hồng vũ hướng về con kền kền nổ súng, chết mẹ mày rồi con nhưng thật khung may điều này càng chọc tức con thú hung dữ này hơn chỉ có mổ nhẹ một cái xuống đất mà nhóm kinh hồng vũ đã bay tứ lung tung tuy không có hy vọng thắng lợi nhất tâm nhất ý đại sư vẫn dũng cảm chiến đấu với nó để thử vận may cầm thanh kiếm và chạm vào các chữ để ngưng tụ ngọn lửa công lý cuồn cuộn dùng toàn bộ sức mạnh chém vào con quái thú nhưng chỉ với một quạt ông ta đã bị đánh bay điều này khiến tất cả những người đặt hy vọng vào hai vị cao thủ nhất tâm nhất ý thở dài quả nhiên con kình kền này không hề tầm thường đến đại sư cũng không phải đối thủ của nó chắc là chính sức mạnh của con kền kền này khiến hùng nhị nản lòng đến ông ta cũng phải nói hay là chúng ta rút đi nhưng mạc nam đã nhìn thấy mảnh vỡ luân hồi ở ngay trước mắt nó ở trong bụng con kền kền sao có thể dễ dàng từ bỏ vậy chứ không nghĩ nhiều hất bỏ tay của hạ lăng huyên ra không do dự tiến về phía con quái thú bởi vì trong đầu mạc nam hiện tại chỉ có giết nó mới lấy được mảnh vỡ luân hồi không còn cách nào khác lòng tự tin của mạc nam khiến hai tên bại trận nhất tâm nhất ý cười nhạo đến bọn họ liên thủ còn không thắng nổi mà mạc nam lại đơn phương đơn độc thì lại càng không thể sống sót lúc này mạc nam chỉ nói với họ rằng kỹ năng thì không có đánh thì ngu các ngươi bị con thú này hạ đó là điều đương nhiên thật không ngờ lời chúng ta nói ra ngược lại bị mạc nam chửi thẳng vào mặt chứ hai tên đạo trưởng tức giận chỉ bới om sòm không ai tin thực lực của mạc nam mọi người đều cho rằng mạc nam tự xưng là mạc chân nhân để lừa mọi người chỉ có điều sau đó linh lực của mạc nam đã tỏa ra mái tóc trắng dài đã lộ ra mới khiến họ chất vấn về cảnh tượng trước mắt có thể hạ lăng huyên cũng đang há hốc mồm nhìn mạc nam mạc nam nhìn con quái thú trước mắt tu hành có vẻ không dễ mạc nam cảm thấy thương hại ta niệm tình ngươi và ta có chút cơ duyên chỉ cần ngươi chịu nôn mảnh ghép ở trong bụng ngươi ra ngoài ta có thể tha chết cho ngươi con xúc xin này không hề nề mặt chút nào lập tức xuất chiều mạc nam nhanh nhạy tránh né đòn tấn công nếu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta ra tay tàn ác mạc nam rút ra đồng xu bị hỏng đó để triệu hồi sấm xét không ngoài dự tính thiên lôi đánh thẳng vào con quái thú thật không ngờ thuật thiên lôi của mạc nam khiến các vị đại sư mất chữ a mồm chữ o các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy nếu như các bạn thích xem tập tiếp theo thì hãy để lại một bình luận nha. Khi tập mới phát sóng thì mình sẽ trả lời comment của từng bạn để thông báo là đã có tập mới. Và đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye!